Thưa đại quý vị, hôm nay chúng ta trở lại với cái ngày lễ ở cái ngôi chùa Vạn Phúc Tự. Mỗi cái tháng chúng ta có đến đây một lần để rồi làm cái phận sự của người con Phật, tức là chiêm ngưỡng Đức Phật. Trong đó có hành đạo, có niệm Phật, và để hồi hướng cầu nguyện cho tất cả ba tánh vạn dân nhân sinh trong cái thế giới hoàn cầu được hưởng nhiều hạnh phúc, và mục đích cuối cùng cũng nhờ qua những cái chư Phật gia hộ cho tất cả chúng ta đều được đến con đường giải thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Vì mục đích cao cả ấy, cho nên chúng tôi cũng đến đây để rồi đóng góp với quý vị trong cái tinh thần tín ngưỡng Phật pháp. Thì buổi gặp gỡ hôm nay chúng tôi cũng đang cái thiện kiến hiểu biết của mình một phần nào trong cái giáo pháp của Đức Phật truyền lại mà những đức thầy chúng ta chủ sứ thì dạy dỗ. Thì buổi gặp gỡ này chúng tôi cũng trình bày với quý vị có cái căn đề, để rồi từ đó mà chúng ta có thể bàn luận rộng ra. Thưa quý vị, cái đề tài hôm nay chúng tôi muốn trao đổi cùng quý vị đó là một câu hỏi là còn buồn giận không? Đó là câu hỏi chung của tất cả anh em đồng đạo chúng ta từ nam tới nữ. Tại sao câu hỏi này được đặt lên rồi làm cái chủ đề để luận giải? Là vì theo chúng tôi xét, trong đạo Phật đã có dạy chúng ta rất nhiều về phương pháp để diệt trừ phiền não. Mà phiền não căn bản đứng đầu hơn hết đó là lòng sân hận, nó sẽ đốt hết trí huệ. Rồi chúng ta không biết được đường ngay nẻo thẳng và không nhìn nhận được chân lý, bo bo giữ cái thiện kiến, cái bản ngã của mình. Bởi lẽ mà mới có cái tâm phân biệt, và từ nơi cái phân biệt ấy chúng ta mới tạo ra các nghiệp để rồi mình thọ báo ở kiếp tương lai mà không được vãng sanh về cái cảnh giới của chư Phật hay là cực lạc của Đức A Di Đà. Cho nên xét ra ở đây thì tất cả quý chị, quý cô, hầu hết quý đồng đạo đều có cái mục đích chung là chúng ta muốn niệm Phật vãng sanh. Vì cái sở nguyện niệm Phật vãng sanh đó mà chúng ta muốn hoàn mãn nó thì là tất nhiên chúng ta phải tìm về cái giáo pháp mà Đức Thầy đã có chỉ rất nhiều. Ở đây chúng tôi chỉ đưa ra một vài cái phương diện và một vài cái đặc điểm mà Đức Phật dạy chúng ta diệt trừ phiền não để rồi mình sớm được vãng sanh cực lạc. Vì tất cả chúng ta đều có niệm Phật, nhưng mà trở ngại cho cái công niệm Phật bị kém công đức, bị mất cái niệm lực, hay là chung cuộc của nó chúng ta bị cái cận tử nghiệp mà làm cho chúng ta không thể vãng sanh được. Cho nên cái công phu niệm Phật suốt cả một đời của một đồng đạo hay là một liên hữu muốn được vãng sanh Tây Phương thường thường hay bị chướng ngại của cái lòng giận tức, tức là buồn giận nó khởi lên. Chẳng may trong lúc lâm chung thì chúng ta có thể mà kềm chế cái tâm tự chủ và không đủ trí huệ để mà rời dứt cái cõi ta và tạm giả được vãng sanh về cực lạc. Những lý do quan trọng trở ngại cho cái chương trình niệm Phật vãng sanh của chúng ta, cho nên vì lẽ mà chúng tôi hôm nay cũng có đặt tâm nghiên cứu những phần nào trong cái phiền não này để đem ra bàn xét để trao đổi cùng quý vị. Vì đề tài hôm nay đó, chúng tôi sẽ trao đổi cùng quý vị nó cũng có ba phần. Phần thứ nhất tức là phần mở đầu đó là những nguyên do phát sinh ra buồn giận, trong đó có nhiều tiết mục. Còn phần thứ hai tức là phần chánh đề đó là những phương pháp để diệt trừ tận gốc của phiền não buồn giận để chúng ta được nương theo cái công đức niệm Phật mà vãng sanh Tây Phương. Phần thứ ba là phần kết luận của cái đề tài còn buồn giận không. Thưa quý vị, buồn giận là một cái danh từ được kêu phổ thông trong đại chúng, trong nhân gian. Chứ thật ra thì trong kinh Phật kêu nó là phiền não. Cái tên của chữ Hán là phiền não. Mà phiền não thì nó có nhiều thứ, nhiều món, mà nó là một trong nhiều thứ nhiều món đó. Nó cũng thuộc về hạng đứng đầu, hạng này cũng thuộc về hạng thượng thủ chứ không phải là hạng tầm thường.
Bởi vì liệt kê phiền não đó là có 6 cái tên dẫn đầu phiền não. Sẵn đây cũng xin trình bày cho quý vị được phổ thông. Chị mấy cô được ít cơ phiên cảm cứu, có tu sĩ thì có hiểu biết những cái chuyện đó rành rõ rồi. 6 cái tên phiền não dẫn đầu đó: một là tham, hai là sân, ba là mê si, bốn là nghi ngờ, năm là ngã mạn, còn 6 là tà kiến. Đó gọi là 6 cái tên phiền não dẫn đầu, tụi nó thuộc về chỉ huy phiền não. Còn nghĩa là dưới cái quyền thuộc hạ của cái bọn thiền não dẫn đầu này đó, tính ra là mình đếm không hết đâu, tới 84.000 thiền não con. Còn nghĩa là cái tên dẫn đầu chỉ huy nó là 6 tên vậy đó, mà bữa nay chúng tôi chỉ đưa ra có một tên thôi, tên thiền não là sân hận đó. Cho nên mới hỏi cái câu là còn buồn giận không đó, tức là muốn hỏi sân hận của chúng ta nơi lòng nó còn nhiều lợi ích mà chúng ta có diệt trừ, có dẹp nó được chưa. Nếu dẹp nó thì trong cái công phu niệm Phật của chúng ta hàng ngày không bị gián đoạn, và thường nghĩa là niệm Phật nhất tâm. Còn nếu chưa diệt trừ được cái phiền não nơi lòng, tức là lòng buồn giận còn á, nó cắt đứt cái câu niệm Phật của mình. Khi mình buồn giận đâu còn, niệm Phật cho nó được thoải mái và nó cũng không có thể liên tục được. Bị lúc buồn nó còn nhớ niệm Phật, ít khi nhớ niệm Phật lắm, thấy không? Cắt đứt nên bị gián đoạn. Và có đôi khi người ta cố gắng người ta niệm Phật trong khi buồn giận, thì cái vừa buồn vừa giận mà vừa niệm Phật thì nó xen vô, nó phá lại công đức. Như vậy nó cũng không trọn vẹn cái câu niệm Phật thanh tịnh, hay là chí tâm thành tâm mà niệm Phật. Cho nên ở đây đó là thứ tai hại bậc nhất, chúng ta không thể dung dưỡng nó, cũng không thể nuôi là chứa chấp nó, mà bây giờ phải biết nó coi nó còn ở với mình không. Nếu nó còn ở trong lòng mình thì mình làm sao tìm cách nghĩa là đưa nó ra khỏi nội tâm của mình, đừng để nó ở trong lòng nó quậy nó phá. Mỗi khi nó buồn giận lên thì nó không còn niệm Phật được, mà chẳng những nó không niệm Phật được mà nó còn phải là gây ra nghiệp ác, rồi nó còn nói chuyện ác, còn nghĩ cái chuyện xấu ác nữa. Cho nên vì lẽ mà buồn giận là đầu mối của tội lỗi. Mà nếu có tội lỗi thì quý vị tính là làm sao mình giảng sanh được? Bởi vì Đức Phật Đức Thầy đã cũng cho biết rằng là muốn giảng sanh Tây Phương đó, thì Đức Thầy nói một câu gọn là cầu tỉnh ba nghiệp xong xuôi Tây Phương biết đáo chân như Phật Đài. Ba nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, mà trong cái ý nghiệp nó có sân hận, nó là một trong ba cái phần tham sân si trong ý nghiệp. Mà nếu chưa sạch nó, chưa thanh tịnh thì nó cản đường mình. Thì hỏi mình muốn qua sông để mình tị nạn, qua sông mình khỏi giặc, mà bây giờ đi dọc đường mới tới mấy sông thì bị người cản lại, không cho mình xuống đò xuống ghe đó, quý vị tính sao? Để nó hay là mình tấn công nó, hay mình xô nó? Vậy là mình phải giải quyết nó là mình xuống đò qua sông, xuống đò tỉnh độ. Mà còn mang cái sân hận phiền não thì làm sao mà xuống cho được, bị nó cản đường rồi. Cho nên nó là chướng ngại vật, là kẻ thù bực nhất đối với cái người muốn giảng sanh Tây Phương, muốn ra khỏi sinh tử luân hồi. Do đó mà chúng tôi mới đem ra mà trình bày cái buổi gặp gỡ hôm nay, là để các chị, các cô, các đồng đạo chúng ta đó, rồi mình bình xét, bình tâm lại, coi coi tụi nó còn hẳn ánh đâu đó không. Còn nghĩa là nó trốn núp đâu trong tâm, trong lòng của mình gì đó, có đôi khi nó không dám xuất hiện một cách nghĩa là chán trường. Nhưng mà có đôi khi mình sợ hở cái nó xuất hiện nha. Bởi Đức Thầy có cho biết thế này nè: lửa trong tâm không đốt mà lừng, nó không biết ở đâu trong, không biết khi không, mà mình vô tình nó phát lửa lên. Cũng giống như bây giờ mình cái đống tro đó thì mình không thấy lửa nó cháy, đâu có ánh sáng, nhưng mà nó còn lửa than đó. Rồi ai tinh thần một văn rơm bùi nhùi vô, họ ngúng cái tóc cháy phần lên, nó ủa nãy sao thấy đống tro không giỡn cháy, tro không có cháy tại có lửa dụi trong ấy. Thì chắc chắn ở trong tâm chúng ta nó không thể nào dứt cái hộp giống sinh hạnh đâu, nhưng mà ngặt nó không phát hiện được, bị mình niệm Phật, bị mình đọc giảng, bị mình suy nghĩ chuyện đạo, thành ra nó trốn núp trong đó đó. Cũng như cho nó phúc lên thì lửa than ở dưới chứ không thể thấy hình thức của lửa than,
nhưng mà lửa than nó độc hơn lửa ngọn nha. Tuy nó không cháy con ngọn vậy đó mà nó nóng dữ lắm. Giờ một khi đập cái thứ bổ mà kích động nó rồi, cái xăng hay là rơm hay gì đó nó cháy phừng lên là mình chịu không kịp. Chứ mình thấy nó thì mình có thể dự bị được, còn ngặt cái thứ không thấy đó mà nó phát hiện cái thứ đó nó mới có thể làm cho mình bị bất ngờ mà thua cuộc. Hay quý vị thường thường á, đột ngột hoàn cảnh cái là mình giận lên cái mình không kịp suy nghĩ, cái rồi nói trả lời hung dữ gì đó cái mình qua đầu không thành quá. Mình tu hành niệm Phật tại sao mình lại còn nói những cái lời dữ dằn, mà tại sao lúc đó mình không chuẩn bị nói mà nó tự nhiên nó nói, là cái đó bất ngờ nó phát hiện ra, thấy không? Nhưng mà nãy giờ mình chỉ bàn những cái đặc tính của nó có tai hại ở cái vòng ngoài thôi, bây giờ đi sâu thêm chút nữa. Những lý do phát sinh buồn giận, cái nguyên do nào mà nó phát sinh ra buồn giận, mình phân tìm tới gốc là mình nhổ gốc mới được. Chứ nãy giờ nó mới phân phân cái đọt không à, ha, tìm được cái dây nó rồi, nhưng mà cái gốc nó ở đâu, ở kẹt nào, ở bao xa, nó sâu không có cạn, nhổ cái gốc mới được. Bây giờ tôi xin đưa ra để chỉ mấy cái gốc đó rồi về cô bác chị em mình coi, nếu ai kẹt mấy gốc đó mình hít ra nha, hai tay bình lên cho tróc gốc ha, rồi còn phơi nắng nó luôn nữa, phơi nắng cho nó khô, đem gốc lửa thui nó luôn, chứ không phải để nó còn tương tương vậy chứ liệu đất nó cũng sống nữa nè, tụi nó ngặt lắm nè. Những cái là nguyên do phát sinh ra buồn giận đó, một buồn giận gì bất như ý, nghe kỹ nghe mấy chị, cái thứ nhất đó, buồn giận gì không như ý, cái thứ hai đó buồn giận gì mất quyền lợi, cái thứ ba đó buồn giận bị ta sỉ nhục, ta nói xấu mình đó, sỉ nhục mình hay giận, đó là ba nguyên do đó. Vậy thì nó có ba cái rễ đó đó nha, nhổ được ba cái rễ cái này thấy cũng đỡ lắm rồi, dùng rễ con không ăn thua gì. Ba cái rễ cái đó đó nha, bây giờ để chi tiết mình đào ba cái rễ cái này coi. Thưa mấy chị, vậy trong đời sống chúng ta hàng ngày ở trong gia đình đó, hoặc ở ngoài xã hội sống riêng rồi đó, hay nói rộng hơn là đồng bào hay đồng đạo rồi tất cả đó, mình có hợp ý với ta hết không? Vì người ta ở với mình có hợp ý với mình hết không? Có không chị? Chắc là không dễ gì mình hợp ý với ta hết. Và dễ gì người ta hợp ý với mình hết? Bởi vì con nhiều cha, mà nhiều cha thì không nói chi mà người ta còn nói câu rõ ràng gì nữa. Ta thường nói chín người mười ý, mà mấy chị nghĩ coi chín người thì chín ý được rồi, ngự ý là chịu không nổi rồi. Mỗi bà mỗi ý, mỗi bà mỗi ý, mà chín bà lại mười ý lại thêm cái ý nào có vậy, còn thêm cái ý chín người nữa. Rồi mấy chị tính coi đó, vậy mà chịu đợi sao không? Vì cái chín người mười ý đó mà thành ra ở chung nhau không được, chín người chín ý ở không được rồi, chín người một ý thì ở nhau được, ở chung nhau được, còn tới chín người mà mười ý lại thêm cái ý riêng nữa, thành ra cái ý thống nhất là một. Rồi mỗi người mỗi ý, mỗi người mỗi ý, chín người chín ý nữa cộng lại là mười ha. Cái ý chung đó là một rồi, nhưng mà ngoài cái ý chung ra còn ý riêng mỗi người ý nữa, thành ra chín ý nữa cộng lại chín người mười ý, người ta nói vậy thôi nha. Chứ ai thở ra chín người mà mười ý, ủa mười người sao mười ý? À, có cái ý thống nhất, nhưng mà thống nhất ở bên ngoài, thống nhất là trong khi mình bàn bạc cái gì, chứ buông ra rồi thì mỗi người mỗi ý riêng. Nó thành ra gì lẽ mà chín người mười ý người ta nói vậy đó nghe, mình nghe qua không biết cái lý sao chín người mười ý chứ thiệt ra có vậy đó. Có cái ý riêng, à chín ý riêng, rồi một cái ý chung nữa là mười ý đó. Vậy thì bây giờ làm sao? Mấy chị tính coi mình dẹp hết chín ý ra còn ý chung nghe thêm luôn, thấy không? Mà cũng tại vì có chín người chín ý rồi có cái ý thống nhất nữa mà mình đây chưa yên ổn chưa hạnh phúc nữa. Thôi trong gia đình mình đừng nói chi đông, đừng nói chi xã hội rồi là người ta quá mấy tỷ rồi, trong gia đình 5-10 người đi ha, cha mẹ rồi anh em rồi vợ con rồi bản thân mình đó, có khi nào hợp ý nhau không? Đâu dễ gì, thấy không? Thành ra không hợp ý thì không vừa bụng thì đâu có vui, nó ngặt gì đó hả? Ông vừa bụng mà không bao giờ vui trên trời á. Thôi giờ đừng nói chi nhìn, nói chuyện nhỏ nhỏ chút xíu à. Ví dụ giờ trong nhà mình 2-3 người vậy thôi,
mình thì muốn ăn cái canh hơi ngọt ha, à, mà ổng lại muốn ăn canh hơi mặn. Thì thấy có ăn cái tổ canh đó là không vừa nhau rồi ha. Hoặc là có thể nói dâu á thì nó thích ăn mặn, còn mình thích ăn ngọt, để quen theo cái ý của nó. Về nhà mình cứ nấu mặn hoài, ăn không vô mà nó cứ không thích ý, mình cứ nấu mặn hoài. Có bữa mấy bà kéo cặn ngọc, mấy bà hỏi hơn giọng gắt gỏng, nói bữa nay con có nên muối không con, sao mà lặt nhất vậy con? Ngon dạ thưa má, nãy con để vô hơn tấm đồng. À, bởi vì mặn chát con ăn không nổi. Vậy đó, tàn chút xíu thấy cũng không hòa nhau nổi rồi, từ nói chuyện này chuyện kia nữa, nó khó lắm. Vậy làm sao mà mình hòa hợp được mấy chị? Làm sao hòa hợp này, tính sao cho nó hòa hợp ý này, chứ nó không vừa ý rồi đó mấy chị nhớ nha, nó khổ trăm bề đó. Nó vừa ý, nó thương nhau rồi đó, cái gì cũng được hết trơn á. Còn nó không vừa ý, không thương nhau rồi đó, một chút xíu nó cũng thành con trâu nữa ha. Nhỏ như bùa học mà không vừa cũng thành trâu. Cho nên Vương Ngôn đã có câu nói vậy nè, nó thương nhau á thì trái ấu cũng tròn. Mà trái ấu theo tôi có ăn tôi biết đó, nó đâu có tròn sành sưởng vậy, nó nhỏ. Vậy mà thương nhau trái ấu tròn quá vậy, sao kỳ vậy mấy chị? Tại thương nhau dù cũng mà chế nhau trên trời thành tròn, phải không? Chứ trái ấu mà tròn còn nào, trái ấu tôi ăn tôi biết cái này, nó không có tròn. Vậy mà thương nhau cái nó tròn, phải không? Đó là tại cái tình thương được cái gì cũng bỏ đủ cái trái trời, còn nó không thương rồi nghe, nó khó lòng lắm. Cho nên làm sao mà chúng ta dẹp ý riêng đó mà trở lại cái ý thống nhất, chính ý bỏ trần, lấy cái ý thống nhất nhau đó thì nó êm luôn, phải không? À, chứ còn mà cứ mỗi người mỗi ý thì trong nhà mình năm người năm ý, mười người mười ý, nó được còn ý riêng nó thành 11 ý, thằng nói là 10 ý, phải không? Phải thương nhau đó, cứ vừa bụng nhau thì cái gì cũng được, mà không vừa bụng rồi đó một chút xíu nữa nghe, là nó cắn cắn vô cùng. Giữa cha con, mẹ con, nàng dâu, mẹ chồng, người chị chồng, em dâu, rồi nghĩa là thậm chí vợ chồng nhau nữa, mà không vừa bụng nhau rồi thì cũng trâu trắng rồi trâu đen. Con trâu trắng với trâu đen nó đâu có hợp nhau ha. Thành ra ta nói ha, trâu trắng trâu đen thì không có canh ăn. Mỹ bá giận bá trâu trắng trâu đen bá thèm nóng, mấy ông thì ông đen bếp núc, thành ra đó cũng chưa chưa quá mấy ông chịu hết nổi rồi kiếm thắng ruột mấy ông cào nhào lên thế rồi khấu bó, phải không? Cũng tại vì không vừa bụng nhau mà nó đến đổ vậy. Thầy trò, cha con, chồng vợ, bất cứ cái giai cấp nào trong xã hội, nếu mình không bỏ ý riêng đó thì không bao giờ sống chung nhau được. Thật sự như mấy chị để bỏ ý riêng đi ha, dầu cái ý đó là cái ý cho nên cái cá tính hay cái tập quán, mình bỏ ý riêng lấy ý chung làm sống nhau được. 100 người, 1000 người ta không sợ, mà ta sợ có 2-3 người mỗi người ý đó. Còn 100.000 người, vô số người cũng như Cực Lạc Đức Thầy giới thiệu đó, nghĩa là cả hải chúng thể đều vững chắc, hải chúng là người ta đông như biển vậy đó, mà toàn dân lành đâu có đắn đo. Giúp ai ân quyến thuộc chuyện trò, bước sống khổ thương yêu ly biệt, rồi chữ hòa thượng kể sao cho xiết tâm đồng nhau, ta có một ý một tâm hả, thượng thiện như vậy. Còn mình để chính người tôi 10 ý rồi ở sao được ở? Bởi thôi giờ cũng về bệnh ra thì chị em nên nhớ mình dẹp hết trơn chính ý, về bệnh ý ở chung mới được nghe. Chứ bệnh ta đông như biển thì mà ta có ý một, còn mình về bệnh rồi ý này ý kia ở chung ta lâu ngày chịu đâu có nổi, thấy không? Này có chút xíu gì không vừa bụng mà nó rất rối lắm, để kể cho mấy chị nghe câu chuyện. Nào hôm đó ông thầy đó dẫn đệ tử đi làm đám, cái ông ngồi ông bỏ mỏ tụng kinh làm đám đó, rồi trong nhà ta cũng đem bánh trái đồ ra để cúng dường cho ông sư ông ăn lấp lòng đỡ đói rồi vậy đó. Ông lấy 3 cái bánh nước cũng đưa xong cho đệ tử, thì đệ tử không biết, nó tưởng đâu thầy thương nó đưa 3 cái bánh nước cho nó ăn, chứ đâu có biết ý ông sao, bởi ý ông là không biết được. Ai vậy? Không phải vậy. Đệ tử tưởng vậy ăn cái trọi 3 bánh nước đi. Tới chừng đi về, thầy trò đi về một khúc đường hơi đói bụng, rồi ông hỏi gì cái 3 bánh nước nãy tao đưa mày đâu? Nói dạ bà thầy nãy thầy đưa cho con, thầy cho con có ăn hết trơn không? Nói mày dễ quá tao, mày thầy hơn thầy tao. Rồi thằng nhỏ đó đi ở sau đuổi đuổi đó mang đồ.
Ông nói mày làm gì đi đuổi sao quá mày đi đuổi trâu vậy? Tôi nói dạ, vậy con đi đâu? Cái thằng nhỏ đó, biển thầy gõ đó, nó chạy đi trước. Chạy đi trước, cái ông cũng dày nó nữa. Bố mày thầy tao sao mày dẫn đầu mày đi trước tao? Nhỏ quýnh lên trăng, không biết tính sao. Thôi giờ đi sao không chịu, mày đi trước không chịu, thôi đi ngang ông. Ông nói bố mày bạn tao hả? Mày dám đi ngang tao? Nhỏ đứng lại dòng tay dạ bạch thầy, con đi sao thầy cũng không chịu. Thầy nói bố con đi đủ trâu. Rồi đi trước thầy nói của con là thầy của thầy hay sao, rồi đi ngang thầy nói bộ bạn hay sao, rồi con đi đường nào, con đi cách sao? Nó đi cách sao được, miễn bạc cũng đến trả lại cho tao là được đâu. Đi coi không hiểu ý ông chút xíu thì nó rắc rối tiếng ghê không. Ta nó biết ý chút xíu là được rồi, cho nên đã đời mình nó biết ý của cha mẹ mình đó, ưa ngọt thì mình làm ngọt, cái tái vừa bụng liền ha, vừa bụng rồi cái ấu cũng tròn nữa. Nhà dơ bá nói thôi nó mắc con mắc cái quá thôi để tao quét giùm cho nó. Còn nếu mà không có vừa bụng đồ để hết. Nhà tôi tính là sắm bà dâu không à. Còn tôi làm dâu lợi tôi quét nhà quét cửa, tôi dọn dẹp, chứ có phải cứ gì là nó làm cho tôi đâu. Tại không vừa bụng rồi thành nó nói sao cũng được. Còn vừa bụng để tại nó mắc con nhỏ quá thôi để tôi quét cho nó sạch sẽ. Ví dụ vậy. Bởi cho nó cái vừa bụng là hết. Nó khổ vậy đó mấy chị ơi. Thành ra làm sao mà vừa bụng hết được, không có thấy nào vừa bụng hết đâu. Cho nên vì lẽ mà hôm nay chúng ta học Phật, làm sao chúng ta thống nhất ý chí nè. Thống nhất ý chí thì ở chung với cực lạc quốc mới được nha. Ở chung với hai hội tính chúng đó, như nãy câu mà giảng của thầy tôi dẫn ra đó, là tâm đồng nhau thượng thiện vui về cảnh như như chẳng có đổ thai, không màng biết không chia nhân ngã. Mà mình đây còn nhớ còn ngã, còn vừa không vừa, còn ý này ý kia, về bển thì không hợp ý, làm sao ông Phật ở hợp ý mình được? Bởi ông Phật cũng đâu có phải như mình, đâu có ưa chua ngọt nghe là chanh chua đồ, thì đây thì mình không hợp ý rồi mình làm sao ở chung nhóm được, ha? Thường thường ở trong thế gian mình ở đây nè, nó có những cái mà ta nói thánh hiền chẳng biết sao vừa lòng dân, ông trời ở không vừa lòng người nữa, là sao vậy? Có nhiều khi vậy mấy chị thấy cái ông trời ông đâu có phải thiên vị ai ha. Vậy đó mà thí dụ như gió thổi lên cái mình đi lên cái mình chạy bường êm quá cái nói thiệt tình ông trời ông giúp tôi thiệt, chạy lên cho nó khỏe. Rồi cái ông ở trên đi xuống nó bị gió ngược rồi nước ngược lên nước nó lên thổi lên mà gió thổi lên nữa đi xuống thiệt tình ông trời bữa nay thiệt cũng hại tôi quá, đã là nước lớn chảy lên bơi xuống không nổi rồi mà ông còn thổi ngược lên đi không được. Ông trời ở không vừa bụng. Thời lúa thì mấy bà trong trên trời nắng ha, chẳng hơn cho nó mau khô. Nó mà mấy ông kia trồng rẫy khô khan thì chết, mấy ông trong mưa. Mà mưa thì mấy ông trồng rẫy qua màu mấy ông vừa bụng. Mà mấy bà thời lúa mấy bà rồng trong trời hết bữa mưa rồi, tiền lúa thời lúa mưa hoài, mưa rít lên mỏng. Thấy không, làm sao ông trời ở không vừa bụng người? Vậy làm sao chúng ta hãy dẹp bỏ cái riêng, bỏ cái ý riêng mà lấy cái ý chung đó, tức là mình phải biết hòa với mọi người. Ở đời làm sao mà mình hài lòng hết được, phải không? Thậm chí như là thôi đừng nói ai nói mình với mình nhau này, mình chưa chắc là mình vừa bụng mình nữa. Bữa nay cái mình sửa sẵn cái nhà mình về coi được rồi, mời mốt đi thấy kiểu nhà ta sửa sẵn kiểu khác coi nó hơi đẹp hơn, hoặc mình suy nghĩ gì đó cái gì mình dẹp cái kiểu trước mình dọn lại. Thì ý của mình lúc trước lúc sau còn không đồng với nhau, không chi là người này người khác nữa, làm sao giữ đồng ý được? Cho nên chúng ta cần xóa bỏ ý riêng. Mà xóa bỏ ý riêng đó không có dễ gì mà xóa tầm thường được đâu, nói thiệt là phải có cái cách nào đó, nó có quyền diệu thiêng liêng, nó có cái diệu pháp như thế nào đó mình xóa mới được. Vậy mấy chị muốn biết cái đó không? Tôi đưa cái đó ra tôi cũng đang làm á, chứ không phải tôi được rồi mà tôi dám nói với chị. Bây giờ làm sao xóa bỏ ý riêng, mấy chị chịu không? Có cái cách xóa bỏ liền cái mộc. Mà nếu không dùng cách đó thì rồi mỗi người mỗi ý, thì không trong gì trong gia đình mình chưa hòa thuận, đừng nói chi là ở chung một chùa 5-10 người hoặc là cả 200-300 người ở chung thế giới nhân loại làm sao ở được. Người về cực lạc ở được là trốn dịp này hay không? Phải không? Thì bây giờ đây tôi xin đưa ra cái phương pháp này cho mấy chị thí nghiệm coi sao, phải không? Tất cả tư tưởng chúng ta không đồng nhất với nhau, kẻ suy nghĩ chuyện này người suy nghĩ chuyện khác ha.
Nó không bao giờ giống nhau được, nhưng có một cái mà chúng ta giống nhau hết. Tất cả chị em đây, dù lớn tuổi, nhỏ tuổi, dù nam, dù nữ, dù tu sớm mà tu muộn, tu trước, tu sau, tu cao, tu thấp gì đó, nó cũng giống nhau là cái chỗ nào? Cái chỗ là Nam Mô Di Đà Phật. Chị niệm Nam Mô Di Đà Phật, em cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật, và chị mới tu, chị cũng niệm, tu lâu cũng niệm. Rồi ai cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật, thống nhất tư tưởng. Thấy không chị? Tới chỗ đó thống nhất đó. Còn ngoài câu niệm Phật thì mỗi người mỗi suy nghĩ riêng, mỗi người mỗi có ý riêng. Thấy không? Chứ không là làm sao ai giống ai được. Mà tới cái giờ mà niệm Phật thì thôi rồi, lớn tuổi, nhỏ tuổi gì đó, nghĩa là tu cách nào biết là tới Nam Mô Di Đà Phật, ai cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật, thống nhất tư tưởng. Thấy không? Cái đó là thống nhất tư tưởng. Ai cũng đều niệm Phật, cũng giữ lòng từ bi, cũng muốn giảng sanh về cực lạc. Đó là thống nhất tư tưởng đó. Cái đó là hợp với tí. Ai cũng đều tha thiết niệm Phật là giống nhau. Ai cũng đều muốn giảng sanh về cực lạc, đang khỏi sanh tử luân hồi là giống nhau. Và muốn học đạo hoàn toàn, đang trở lại cứu vớt chúng sanh là giống nhau. Chỉ có cái đó là thống nhất được thôi. Chứ ngoài ra tôi nói thế gian này đó, đừng có ai bắt buộc ai hay là cách nào cũng được trên. Ở chiều lồn cách nào cũng không được trên. Thấy không? Cũng như trường hợp nãy đó, đi sau ông không vừa bụng, đi trước không vừa bụng, đi ngang không vừa bụng, không cách nào vừa bụng trên á. Làm sao vừa bụng được? Bởi vì chuyện đó nó không vừa bụng rồi, nó không có đồng ý rồi thì cái gì cũng không đồng ý trên. Đó. Thì bây giờ theo thống nhất tư tưởng và để mà bỏ cái ý riêng đó, tôi xin đề nghị chung là chị em chúng ta chưa phải là hoàn toàn, nghĩa là giống nhau, nhưng mà nó giống nhau ở cái câu niệm Phật và hai cái điều giảng sanh Tây Phương, cho nên tất cả mọi sự việc chúng ta đều bỏ qua. Còn nếu như đồng niệm Phật mà không đồng giảng sanh thì chưa phải là bỏ qua được đâu. Còn đã đồng niệm Phật và muốn giảng sanh hết trơn thì mình còn giận hờn buồn ghét nhau làm gì nữa? Ai cũng muốn về bệnh hết trơn rồi, nó đồng tư tưởng nhau rồi, thấy không? Đó là cái thứ nhất để dẹp cái ý riêng. Rồi bây giờ tới cái thứ hai đó, buồn giận vì mất quyền lợi. Chúng ta bị mất quyền lợi chúng ta buồn, còn được cái quyền lợi chúng ta mừng. Đó là tâm niệm ta thế gian ai cũng vậy thôi. Mất quyền lợi là cái gì? Chẳng hạn như danh, lợi, tình, tài sắc của cải nhân dân bị là người ta chiếm lấy một cách nghĩa là phi pháp, hoặc là mình bị sụp đổ ha, vì cái danh hạn gì đó chúng ta thế nào cũng buồn. Bị người ta tổ chức mình làm sao mình vui được, bị người ta lấy cái tiền bạc của cả gia tài gia sản của mình, ví dụ vậy, người ta xâm chiếm hoặc là ta lấy một cách nào đó thì mình cũng phải buồn. Hoặc là trong cái vấn đề gia đình chồng con vợ con nhân dân bị mất mát thì chúng ta buồn. Phải cái gì không làm sao mà khỏi cái buồn đó. Cái buồn này có thể là người ta tự giận ta chết nữa, chứ đừng nói chi cái chuyện mà là buồn giận không đâu. Buồn giận là đi đến cái mức là mất trí mà chết. Kể cho quý vị nghe một câu này ha, một câu chuyện này. Cái lúc mà tôi ở trên Đông Xuyên, tôi đậu với cái bến bãi nhà thương thì có câu chuyện buồn giận mà đến đậu phải chết. Sao vậy? Bị mất quyền lợi, danh lợi tình trong đó mất có một chứ không phải mất hết nha, chứ không phải mất danh mất lợi mất tình cũng chừng chết cũng sớm nữa. Này mất có món mà chết liền đó. Bị buồn giận quá rồi cùng cực, buồn giận là mất trí rồi chết rồi. Hai cái đêm đó đó thì cũng bình thường ngủ, sáng sáng sao mà mấy ông mới phát giác ra có một chú đó, sao chú treo cổ trên cái gáo toàn ten toàn ten. Ấy mấy người đi xuống cầu xuống bến khuya ra họ quán cái thợ lao quái quái sợ quá, cái phát giác lên xuống ra mới lên trển, rồi mới mở dây đem xuống chú xuống cứu cấp chú, mà cứu gì được, chú lên trển chú treo hồi nào đó không biết, rồi chú leo lên chú chết xuống rồi. Mà tại sao chú chết vậy mấy chị? Là vì hồi hầu đầu ôm đó, người ta chứng kiến cảnh đó, vợ chú đó không biết cái tánh hết ra sao, nhưng mà có một cái chàng trai thanh niên nào đó lại ngồi nói chuyện với vợ chú, thì chú đi nhậu về rồi chú thấy chú không vừa bụng rồi ha, chú phiền rồi chú đi qua đi lại, có ý là tỏ vẻ là không bằng lòng để cho cái chú kia đi về, mà vợ chú cứ cầm nói chuyện vài. Viết cho chị không nói, nó tao bực lắm rồi đó nghe, tao chịu không nổi cái cảnh này rồi đó. À thì vợ chú không ở lại. Chú có vợ. À,
nói nặng nói nề chút, nói ông không chịu thì đi đâu đi, nhà này không phải nhà của ông, nhà của tôi mầm ra tôi sống thì tôi có quyền, ông muốn ở thì ở, muốn đi đâu thì đi. Thì chú này chú bất lực là vì cái sự sinh hoạt kinh tế là gia đình vợ chú lo, thành ra chú buồn quá, chú lấy chiếc chiếu xuống dưới góc ráo chú ngủ, giờ buồn giận quá chịu hết nổi rồi leo lên đọt ráo là thật khổ chứ cái gì thế, buồn giận đến nỗi phải chết, cái mạng của mình rất vô lý, tại cái buồn giận mà làm mất trí cho ta suy nghĩ, nếu nó không thương mình còn thương nó là làm gì, ví dụ mình bình tĩnh á, nó đã là phụ rãi mình, nó ý lại rằng nhà cửa buôn bán tài sản nó tạo ra rồi nó không kể mình cái quyền hạn gì hết trơn, mình tỏ ý nó còn nói xứ sở nên mình thôi mình nói chi thôi mình ra đi cho rồi, mà chịu không nổi suy nghĩ riết chịu nổi cách sao mà chân đổ lên trịnh trao bỏ mình chết, cái gì thế cũng tại cái buồn giận mà nó rốt tiệm mà thành nó buồn giận nó giết cả trí huệ, tai hại của nó lớn lắm, mất quyền lợi rồi thì nó như vậy đó, mà cái này nó thuộc về quan trọng, còn cái danh dự cũng chết nữa nghe quý vị, chứ đừng nói mà không chết, tôi kể quý vị nghe câu chuyện liên tục ở trong chăm chích ở trong Sa Mau đi vô nè, có cái huynh chính này tôi biết hình lắm, huynh tên là Chính Giảng, ảnh tu hiện đi cầu nguyện đón tiệc và nó rồi sau một hôm nó có người cháu của ảnh đó, nó hiềm khích sao không biết, nó cứ kiếm chuyện cái cây gỗ với anh, từ bữa đó sao mà nó mắng nó chữ nó nói nặng nề quá, anh chịu hết nổi, nó thôi mình ở đây mình nghe riết cái lỗ tai mình chịu nổi động tâm rồi mình cử nó là còn gì cái đạo đức, thôi đi chỗ khác đi xóm cho nó tránh đi, nhưng mà đi lâu lắc lâu lơ trở về cũng nghe nó nói nữa, anh nó xài xể nó mắng nó chữ nó nói nặng nề này sao đó, anh thì không có trả lời gì được hết, anh chỉ nói con câu vậy à, được cái là chết luôn đó, buồn tức giận quá, nói mày nói hồi nữa tao chết luôn bây giờ này. Rồi nói xong cái vô còn nằm dọc cái mệt tao, kêu vợ con nó bây giờ tao mệt quá tiếp tao ấy, thì tao đã lên trên này chút xíu tắt thần chứ, quý vị coi buồn giận tới cực độ mà chết đó nha, chết bể tim chết hay gì đó, cho nên cái buồn giận cái tai hại của nó cái đó là mất danh dự đó, thì người ta nói cái danh dự mình nói xấu nó hổ gì đó thì chịu nổi chết thấy không đó, còn cái chú kia bị vợ phụ rãi mất cái quyền lợi là mình không được có tự chủ, không được làm chủ vợ, vợ nó có quyền cái buồn giận quá tự giận chết, thì ông này bị tâm ấm chữ quá mất danh dự cũng chết, được tiền của nhiều khi mình mất quá cái mình chịu nổi, có người nguyên sinh đó, có nhiều người tự giận vì tiền của mất có cái tự giận chết, thì thôi biết bao nhiêu cái chuyện mà phiền giận này đó, buồn cái giận này nó tai hại lắm, vậy mà sao mình cũng hay dễ buồn dễ giận quá, mà buồn giận mình không thấy nó là hại nữa, mình cũng chấp nhận cho nó buồn nó giận lên. Mời mốt mấy chị nhớ hả, khi nào buồn giận nó khởi lên thì điểm mặt nó nghe, nó mày đừng lại đây quậy tao, chứ quên điểm mặt, đây là tao mất trí tao chết vì mày đó. Buồn giận mà nó khởi lên rồi coi như giận nó tới nhà mình rồi đó, nó đột nhập vô trong nhà rồi, đánh kiếm gậy đánh nó ra, bạc tay cho nó đi ra đi, chứ buồn giận để hồi rồi giận tới vài chết chết rồi, rõ ràng nó chết nó thấy không, mấy chị nó nhớ mà thiệt tình nó buồn giận được buồn trí mấy chị ơi, nhiều người buồn giận rồi mất trí luôn, cao thần kinh luôn, là tại sao vậy? Tại đây chồng á nó không có chung tình với mình thì nó có vợ lẽ vợ bé kệ nó không thương mình thôi thì mình ở vậy đi, mình tu thì mình niệm Phật cao gặp có chồng khác đi, ví dụ vậy đi, nó không thương mình cái này buồn giận quá riết rồi chịu hết nổi cái rồi mất trí luôn à, mất trí làm sao, ai nghĩ coi á, cái thân thể con người đó đâu có đẹp đẽ gì, người ta mặc đồ cho nó dài cho nó kín, mà tới chừng buồn giận quá rồi tạm trí buồn tâm rồi rồi khỏi đầu ở trọi cho đi giống giống ngoài đường á, ai nghĩ coi đàn bà làm vậy rồi ai chịu nổi không, mà ông chồng theo năn nỉ gì không được trên trọi, có nhiều khi tới chừng sau đó khi ăn hạnh rồi cũng tại mình vợ mình ghen quá nó làm quá mất, rồi nó leo trên cây á rồi y lại có cây nói thôi xuống xuống năn nỉ xuống, nó tao không có xuống đâu, tao ngồi trên này tao bay trên đầu mày, tao không có xuống đâu, rồi tao nhảy xuống hàng hàng cây ông kia ông sợ nhảy xuống chết đó, năn nỉ quá chừng năn nỉ ra rồi sao cảm lành lành xuống điên buồn mất trí đó mấy chị ơi, cũng tại buồn với giận ghen tương mà đánh đổi vậy, thấy không? Bây giờ mình suy nghĩ coi cái thế trạng tạm giả này nó đã là giả rồi, nó không thương mình thôi, mình thương lại chi cho khổ tâm cho mất trí vậy, mà đến đổi lúc đó mất bình tĩnh không có còn sợ cái là sống tốt gì trên trời, thấy không?
Đó, cho nên cái buồn giận là nguyên nhân tai hại. Mình thấy mặt nó là mình tránh nó liền đi, hoặc đuổi cho nó ra khỏi mắt thấy. Thế mà mình để cho nó ở chung với mình hoài, đôi khi mình buồn giận mình cũng cho nó lên trên giường cũng chung với mình mùng nữa, phải không? Hai ba bữa còn buồn còn giận là nó ở chung với mình đó chứ đâu. Chừng nào ta năn nỉ quá chừng đó rồi mình mới thôi, mình hết buồn hết giận là chừng đó nó đi rồi đó. À, còn chưa năn nỉ mà còn buồn còn giận còn cấm cấm còn xào xào cái mặt đó là nó vô nó nhập nó ở chung với mình rồi đó. Ma buồn ma giận nó vô rồi, mà lấy ma nó vô mình rồi thật là sao ở được. Quý vị tính coi, ông Phật không ở chung với ma ông đâu có chịu. Cho nên khi mà buồn giận nó khởi lên là nhớ ma, ma buồn ma giận nó là ma phiền não, nó nhập vô với mình rồi thì ông Phật không có vô được đâu. Ông Phật ra ngoài, ông Phật nó có chịu ở với ma, thấy không? Đó, rồi bây giờ đó, như vậy là mất quyền lợi đã buồn giận, mà nó còn các cái điều là nó ngặt, bị người ta sỉ nhục, cái chuyện có mà ta nói không, chuyện là không mà ta nói có, cái chuyện đó mà đang tức đó. Mà người đời thì tức chẳng nói chi, mà người tu của mình có đôi khi mình không có mà ta nói mình có, ta nói mình xấu, ta nói mình bậy, ta nói mình hung ác, ta nói mình gian xảo, ta mình cũng tức đó, cũng buồn cũng giận đó. Ai nghĩ coi mình á thì mình cũng biết mình không có, tại sao ta nói có cái mình cũng theo ta đó, theo ta nói là mình giận mình tức, nói sao tại sao tôi không có nói xấu tôi ha, rồi khởi lên giận. Cái đó là mình theo ta chứ không theo mình. Đức Thầy cho biết đó, thế là chắp tay niệm Phật Di Đà, lòng ta biết ai mà mặc ai. Mình chắp tay mình niệm Di Đà thì mình cũng biết mình có hay không, tại sao mình không có cái chuyện đó mà ta nói cái mình cũng giận lên. Như vậy là mình theo cái bên ngoài, ta đặt đều ta nói mình xấu cái mình cũng nghe lời ta, mình xấu cho nên mình tức. Nó có nhiều câu chuyện vậy đó, ở ngoài đời có ông nói chi, mà thậm chí có câu chuyện như vậy nữa. Mà mấy cái đó là mấy cái cũng thử thách cái chị ơi, thử thách cái người tu là phải chịu thử thách. Còn ngoài đời đó thì cái đó là phải sống với cái hoàn cảnh chung lộ. Còn người tu cái mà khi khởi lên buồn giận người ta sỉ nhục mình là cái đó là cái cơn thử thách đó. Nếu mình bước qua được á thì mình dẹp bản ngã được, còn bước qua không được thì cái bản ngã mình nó còn sống, nó cự với ta chứ không phải mình cự đâu. Mỗi khi giận buồn khởi lên là cái bản ngã mình nó ra nó cự đó, chứ không phải mình tự đâu, mình không có tự gì hết. Tại bản ngã mình tự. Này con cái Nico này đó, bà nguyện vô phá tịnh niệm cấm khẩu 3 tháng nha, 90 ngày ở cái cách riêng, có người hộ cơm cho, rồi tu cho đến 2 tháng, cho đến 2 tháng 20 ngày, 2 tháng 9 ngày còn có ngày nữa cô bị khảo. Cái ông sư dẫn đệ tử Sa Di đi ngang cửa, lúc đó còn có ngày nữa là bả ra thất đúng cái thời kỳ 90 ngày đó, 3 tháng đó cấm khẩu tịnh niệm. Ông sư đi ngang cửa cái ông đứng lại, mà lúc đó cổ hình lực cũng ngồi ngay cửa sổ nó ra. Cái ông sư chỉ vô chỉ đệ tử nói, đệ tử mày thấy không, mày thấy đi cô trong hầm không? Dạ và thầy cũng thấy, mà có gì đâu thầy. Mày không biết chứ cái cô đó cổ đâu có việc tu hành mày ơi, cổ làm bộ vậy chứ cô đâu có phải chân tu. À, đệ tử nó kẹo nó hỏi vậy chứ bạch thầy không chân tu là cổ tu sao? Nói mày nghĩ coi cổ tu vậy mà cổ lang tâm đó mày. Mà thằng đệ tử sao mà ngu dốt gì đến đổi nó lang tâm nó cũng không biết nữa. Và bạch thầy lang tâm là gì? Ông nói mày thằng dại quá, lang tâm là lấy trai nữa mày biết không? Nói xấu thì bà chịu rồi ha, nói gì bạn chịu nổi trên mà nó tới lang tâm mình lấy trai thì chịu hết nổi. Tới cái lang tâm thì chịu hết muốn nổi rồi, muốn mở miệng mà nhớ lại mình đang cấm khẩu 3 tháng, còn có ngày nữa là bán kỳ. Mà rồi cử với ông này thành ra rồi nó lỡ dở cái công phu mình không trọn. Mà tới chuyện cắt nghĩa thì tưởng nó mày dại quá dùng cái lang tâm mà không biết lang tâm mà lấy trai nữa chứ gì mày. Tới đó bà chịu hết nổi. Bà nói nè, mình là người tu hành nha, biết đâu phải nói đó đàng hoàng, đâu phải nói xấu người ta vậy được nha. Ôi thì tôi mới nói thử vậy được cô là thấy xấu rồi, chứ cô thiệt khóc cô đâu có nóng lòng. Nghĩ rồi, rồi thấy không? Thử cái rồi mới chịu, khó lắm. Bởi người tu của mình nó phải bị khảo, phải bị thử nha. Còn người đời thì cái chuyện đó không nói chi, bị mất quyền lợi không như ý người ta buồn giận thành rồi. Còn người tu của mình mà không có, không bị khảo không bị thử thì làm sao mà mình thấy mình chịu nổi. Dẹp bạn ngã hay chưa là chỗ đó đó, dẹp độc thì nó đâu có buồn cái giận. Thế người ta nói xấu mình cái bản ngã mình không chịu, nó ra nó cự như cô đó, cô ra cự với ông sư đó.
là cái bản ngã của nó sống đợi, nó tự chứ đâu phải khổ tự, phải không? Vậy thì muốn biết coi chúng ta còn cái lòng chấp nhân ngã phân biệt cái không, còn bản ngã không, là mấy cái cảnh đó, mấy cảnh người ta sỉ nhục mình, ta nói xấu nó, hổ nó, quan nó ức mình, mà mình tự nhiên vì mình biết mình, bởi thầy dạy mình cái câu là chấp ta niệm niệm Di Đà, lòng ta phải biết. Mình không biết mình là người ta biết sao? Người ta làm sao biết mình được? Mình tốt mình cũng biết, mình xấu mình cũng biết. Người ta nói bất quá là ta đặt vấn đề hoặc ta nghe không gì thôi. À, ai mà mặc ai thì cái đó em đùa. Còn ngày ta nói xấu cái mình luôn cao ta. Cho nên mình nổi giận. Ha. À, như vậy thì nãy giờ chúng ta đã tìm hiểu qua đó những nguyên do phát sinh ra buồn giận. Một là gì nó không vừa buồn. Hai là gì mất quyền lợi. Thấy không? Ba là bị sỉ nhục. Nhưng mà chúng ta dẹp được ba cái này rồi đó, chúng ta sẽ là đi đến cái chân tâm hành đạo. À, khi nào coi nó hết ăn. Đó, chúng ta hành đạo dễ lắm. Ba cái điều đó mà dẹp được là chưa thấy rằng nó đã qua được cái giai đoạn đó là khó khăn lớn rồi. Bây giờ chỉ còn dọn dẹp thôi. Cũng như người ta đẻo rồi. Ha. Người ta chặt, ta đẻo đâu đó, nó vuông, nó trơn, nó trọi rồi. Bây giờ chỉ còn có bào, vậy tính với nhám nữa là xài đó. Thầy đã cho biết rằng sát trần tục như cây cần khến đó mấy chị. Rồi là làm hiền hòa ác phải tiêu mòn, đẻo với bào chứ nó cũng còn. Mấy cái mà nó mất quyền lợi, mấy cái mà bất như ý, mấy cái người ta sử dụng, người ta đẻo mình không đó. Mà ai nghĩ con mình muốn tròn mà ta đẻo cái mình lăn. Ta đẻo cái mình cự. Làm sao tròn được? Thì kể cho ta đẻo đi, hy sinh cái bản ngã mình cho ta đẻo cho nó hết cho ta cạnh nó đi. Phải không? Cho nên nói tới đây tôi mới nhớ. Ở đó Đức Thầy ở nhà ông Bữa Cạnh á, có cái ông mới lại mộ đạo lắm. Ông bạch thầy, con cũng muốn tu hành cho mau rút ráo đắc đạo. Vậy thầy có cái phương pháp nào chỉ con tu cho mau đắc đạo thầy? Thầy nói tu như mấy ông Phật tốt là mau đắc đạo chứ gì. Chà, ông ngẩn ngơ trên Phật tốt làm sao ông đắc đạo được. Phật tốt thì bằng cái hay ta làm bằng đồng xi măng thì sao Phật tốt mà thầy nói đắc đạo là sao? Ông suy nghĩ và ông không biết được. Ông dạ bạch thầy, con chưa hỏi ý được cái câu dạy của thầy đó là tu Phật tốt là tu cách sao thầy cho con biết. Thầy nói nè, ông Phật tốt hồi trước không phải là cái cốt sẵn đâu, mà cái khúc cây nào người ta chọn đó, người ta mới cắt nó ra thành khúc. Họ cắt cái cây nó cũng tự nhiên để cho cắt. Thấy không? Rồi cắt xong người ta lấy búa ta đẻo, cái cây nó cũng không có lăn lộn, không tự lực gì trơn á. Trước khi quý vị Đức Thầy mới giải thích cho ngài biết, hồi đẻo cái khúc cây nó cũng không lăn lộn gì trơn, tới đầu nó cũng nằm em. Vì sau đó người ta mới là lấy giấy nhám rồi phải đánh thì cây nó cũng có gì. Nà, sau cái đánh bóng rồi mới sơn, thành tốt không thật. À, Đức Thầy giải thích cho đó là tín hữu đó, bổn đạo nghe đó. Chứ là tại chi mà họ cắt mà cái cây nó không cho cắt, rồi tới đẻo không cho đẻo, rồi tới đục không cho đục, rồi tới tàu đánh với nhóm nó cứ lăn lộn hoài, rồi có thành cái cốt nữa mà ta kêu là ông Phật. Thấy không? Vậy hôm nay chúng ta muốn thành ông Phật, muốn được giảng sanh, muốn được giải thoát thì bao nhiêu cái lời nói sỉ nhục, bao nhiêu bất như ý, bao nhiêu cái mất quyền lợi đó là những cái đục đẻo. Mà đục đẻo mình cứ lăn hoài làm sao ta đục? Người ta đẻo thì cũng không có cho đẻo nữa, đẻo cũng tự hoài, làm sao được? Đến đổi thầy á, biết thầy mới dạy chúng ta nè, ai ai cũng ráng xét mình, nếu còn tính xấu thì đi ra ngoài, nếu còn tính xấu mình xin đứng ra, ta không chịu rinh. Rinh một mình không nổi thì bự người ta rinh tiếp, đó cái chữ rinh đó là khiên. Mình xách điện không nổi thì bây giờ bự ta khiên tiếp ha. Miền Bắc kêu là rinh, miền Nam kêu là khiên. Vậy thì mình sắp thành điện không nổi vì nó nặng quá đi. Thì giờ người ta lại cho rinh, tức là kiên tiếp ra ngoài cũng không chịu cho ta rinh nữa. Thì để nó hoài làm sao? Thấy không? Rinh tham sân si liễn nó ra thì cái tuổi này tuổi hại lắm. À, đừng để tham sân si trong bụng nữa. Đức Thầy cho biết ai muốn tầm đạo cả cái cao sâu thì phải dẹp tính tình ích kỷ, mau trở lại đừng theo tà quỷ. Tham sân si chứ để trong lòng, tại sao mình để nó trong lòng nó quậy chịu sao nổi? Hết muôn này tới muôn kia. Người trên đời ai cũng lòng tham muốn rước họ phẩm hàm tiền của, nào vợ đẹp hồng sinh là lụa trắng được thì vẫn tức ưu phiền. Ưa đẹp mắt bên đều mới lạ, biết bao nhiêu cái chuyện mới chuyện lạ rồi nó muốn hoài, nó tham hoài. Người biết chuyện nào cùng tham riết chết luôn đó nghe. Tham quá rồi cũng chết nữa đó.
chưa thấy sanh chết không, tham cũng chết nữa. À, bởi vì tham mà nó không vừa bụng, nó không được tại miệng đó. À, cũng như người ta quýnh số, ta thu hết trong tiền bạc, cái rồi bây giờ không có tiền trả nợ. Ví dụ vậy đó, rồi thua quá là không tự giận chết. Có nhiều người vậy. Thành ra cái tham cũng có thể giết mình, rồi sanh cũng giết mê si là thành hại nữa. Cho nên tham sân si chứ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong, mới thoát khỏi trong dòng bệnh khổ, được giải sanh Tây Phương mà không còn sanh lão bệnh tử. Vậy mà chúng ta hồi nào giờ cứ tưởng nó là cái tội lô khe mình hay sao? Tham sân si, ha? Giờ nó tới luôn với mình, có gì khi nó ở chung mình đó, mình ngủ nó cũng ngủ chung đó, mình ăn nó cũng ăn chung đó, à, mình cúng lại nó cũng đi theo cúng lại nữa nghe. Chứ không phải không đâu. Có nhiều khi mình cúng lại gì mà tụi nó cũng theo nữa đó. Có nghe không? Kể cho mấy chị mấy bà nghe một câu chuyện. Tại này đến đủ là một tụng kinh mà cái tụi tham sân si nó cũng còn cái theo đó, nó theo ở bên đó mà đừng theo em luôn đó. Nè bà vừa gõ mỏ tụng kinh gớt gớt về mà ngặt lắm ở xóm á. Mấy thằng không đứng nó chờ bây giờ bà cúng tụng kinh nó vô nó bẻ cam bẻ hít bẻ ổn bẻ xài gì đó. Rồi thằng bé được thằng bé không nó biết. Nói bà giải ơi bà giải. Mấy thằng kia nó vô nó bá trái cây bà nó bẻ trơn rồi. Bà gõ cốc cốc lên tao mất tụng kinh nghe tao mà không tụng kinh là mày chết dịch, mày chết dịch hết. Nó là tụi nó theo bên cho nên đổ sạch lên trong lúc đó. Phải không? Đó. Vậy thì bây giờ muốn diệt trừ nó đó. À ngồi về Phật rồi để nó đi làm sao? Muốn diệt trừ nó là chúng ta phải làm sao đây nè. Đó bây giờ tới ba cái cách nè diệt trừ nè quý vị ơi. Ha. Bây giờ chúng ta cùng quý vị đó mới suy luận, mới tìm hiểu, mới bàn luận coi cái đề này là cái đề luận. Bây giờ tới cái phần mà diệt trừ cho nó hết cái buồn dẫn đó, tôi xin đưa ra ba cái đặt vấn đề, ba cái tiết mục thế này, rồi chị em chúng ta bàn bạc coi nếu mà về thực nghiệm mà nó kết quả nè thì cứ giữ đi vậy, cũng như ba phần thuốc này uống vô nó chịu được. Nó thấm gân thấm cốt mình bớt nhức bớt mỏi rồi nó được mạnh khỏe rồi ăn uống ngon thì cứ diệt uống tới uống chừng nào hết bệnh thôi. Thấy không? Cái thứ nhất là phải nhận thức cuộc đời là giả tạo. Cái thứ hai phải biết nhịn và thương xót kẻ làm dữ đối với mình. Thứ ba, cái quần thuốc thứ ba đó là phải quên mình mà buồn giận. Cũng buồn giận nó đều phải quên mình phải buồn giận. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta bắt đầu chi tiết trao đổi cùng quý vị với cái phần mình dạy. Cái thứ nhất đó là chúng ta phải biết cuộc đời là giả tạo. Tại sao nó phải biết? Vì chúng ta đang sống trong cuộc đời mà chúng ta không biết cuộc đời giả tạo cho nên mới sinh ra buồn giận, sinh ra bảo thủ, sinh ra tham lam, sinh nổ mê si. Chứ chúng ta sống trong cuộc đời này biết cuộc đời giả tạm thì mình đâu có buồn giận làm gì. Vì cuộc đời này là giả tạm, duyên giả, phạm gian thân giả và tất cả cũng đều là giả thì mình đâu có buồn. Hả? Cũng như giấc chiêm bao thì những cái gì trong chiêm bao nó đâu có thiệt mà buồn. Ngặt mình nằm bao không biết chiêm bao. Cái tính đây thiệt không à? Xác thân này thiệt của mình chứ có ai nữa. Thôi mấy chị. Người nhà cửa của cải chùa chiền này thiệt không chứ có gì đâu giả. Giờ đụng như vậy nên là cái gì giả đâu. Vậy mà suy nghĩ kỹ chân lý cho biết là nó giả không đó mấy chị ơi. Cho nên tạm duyên giả, phàm gian thân giả, bàn cái thân giả trước cái đó. Tại sao thân như vậy bằng thịt bằng xương mà cho nó giả là sao? Bây giờ hỏi một câu hỏi gì nè. Nếu là thiện cái thân và cái thân thiện của mình á thì nó đâu có thay đổi. Thấy mấy chị. Nó trẻ là trẻ bài, tại sao giờ nó chuyện già cho nó. Răng của mình sao giờ nó rụng cho nè. Tóc của mình là nó xanh sao dưỡng bạc. À, cái đó là cái dấu hiệu chứ chưa phải là đến cái ngày cuối cùng. Hồi đó mình đi mình chạy cũng được nó mà giờ sao mất chúng gãy kìa. Đó là nó thay đổi cái thân giả không chịu. Cái đó là cái dấu hiệu để cho mình dễ biết. Vậy mà mình cũng không biết nữa. Đến khi nào cái cuối cùng rồi mình buông cái cảnh trần này vô trong hộp rồi mới biết giả thì rồng rồng. Chừng đó rồng rồng còn gì đâu mà ăn năn cho kịp có về chúng ta. Cho nên trong lúc sống mà chúng ta biết nó hoàn toàn là giả. Thân này đó đầu tiên là do cha mẹ mình biết nhục chia cho mình. Chứ thật ra đó mình nương tứ đại mình sống. Nương tứ đại là cái gì mấy chị? Tứ là bốn, đại là bự. Bốn cái thứ bự trong trời đất này là đất nước gió lửa. Bây giờ nương đất nước gió lửa để sống.
nghĩa là mỗi ngày chúng ta ở trên mặt đất ăn những cái vật thực, rau cải hoặc là lúa gạo cũng từ mặt đất ha, mà có ra. Nó thì từ nơi đất mà nó sinh ra, mình ăn vô mình thành xương thành thịt tính của mình ha. Cái thứ hai, nước đó mình uống vô nó bổ trong cái nước trong cơ thể mình thành máu, thành nước trong cơ thể mình, cái tính đó là máu của mình ha. Rồi cái thứ ba đó là cái nấm của mặt trời, cái lửa của âm dương, rồi mình nương theo đó mà có cái thanh ấm đây sống đây, huyết quản nó chạy được đây ha, thì mình cũng tính của mình không. Rồi hít ra hít vô mình hỏi đây là cái không khí bên ngoài chứ đâu phải là ở bên trong mình. Nếu mà ở trong mình có không khí thì bóp mũi bụng miệng nó cũng vẫn thở được. Còn cái bóp mũi bụng miệng cái chút cái đi à, là vì nương cái không khí ở ngoài mà thở mà sống. Thì mỗi ngày chúng ta nương tứ đại để sống thì đâu phải là cái của mình, phải không? Hãy nhận thức cuộc đời là giả tạo, trước hết là nhận thức bản thân. Rồi cái đó nhận thức gì mấy chị? Nhận thức cái gia đình của mình là giả, thân quyến mình cũng không có thiệt. Cái cõi đời này cũng giống như cái sân khấu vậy, nó cho mấy chị dễ hiểu, đặt vấn đề dễ hiểu. Như sân khấu rồi mình đây đó, cũng như đạo như kết, lên trên sân khấu hát, thấy không? Mấy chị đây đó, đóng vai thằng mẹ, nó tôi sinh con, làm vợ phải không? Rồi hết làm mẹ cái đóng vai làm bà, để con không có con cái bà nội bà mãi đó, thế mình đóng vai làm bà, thấy không? Đó, rồi mình đã hát mãn đời mình đó, cái mình xuống sân khấu. Mấy chị biết xuống sân khấu có là gì không? Là xuống với quyệt đó, rồi, thấy không? Vậy mà lên sân khấu thì cũng giận thiệt đó, thương cũng thương thiệt đó, chứ người ta hát lên đó ta làm bộ giận không cho ai giận thiệt đâu. Dòng mình lên hát bộ với nhau mà là bộ giận thôi chứ bộ thiệt sao giận. Vậy mà mình lên sân khấu này cái mình giận thiệt đó, cái thương cũng thương thiệt nữa, ha, ghét cũng ghét thiệt nữa, ham cũng ham thiệt, cái gì thiệt thiệt không à. Mà tới chừng nhắm mắt cũng nắm hai tay, có gì đem theo không thiệt à. Vậy thì nhận thức cuộc đời là giả tạo, cuộc đời giống như cái sân khấu vậy đó. Lên đây nếu đàn bà thì đóng vai làm vợ, làm mẹ, làm bà, và tóc móc mũi hết sức sống rồi tới rồi xuống hòm cái rồng, cái đó là xuống sân khấu rồi đó. Vậy mà có nhiều khi xuống sân khấu mà không chịu xuống chứ, cũng còn tiếc cái sân khấu lắm. Cái lúc sắp chết đó, cho nên con cháu lại cái méo máu con cháu ơi, làm mệt quá. Làm sao mà làm sao hết được, nó làm sao thở giùm mình hết nè. Cái con cháu ở lại người kia nọ cháu trăng cho mấy người ở lại, con mùi mà con khóc thôi, dù mẹ khóc, con khóc, bà khóc, cháu khóc, khóc rồi mình đứng cả nhà. Đó là xuống sân khấu rồi mà giờ một quý tiếng mà không chịu xuống đó, bệnh viện sân khấu dữ lắm. Hát đầu sẽ xuống, hát đầu sẽ còn muốn ở trên bài vậy, để như người khác ta lên hát cho cũng chán, sân khấu ở đó bài hay sao? À, làm chồng làm vợ cũng tính vợ chồng thiệt, cho nên ghen là ghen thiệt, ghen mà đến đủ không còn mặt đầu gì đó là ghen thiệt, còn ghen gì nữa. Mà vợ chồng giả mà cũng ghen thiệt nữa, có trong cái lương làm vợ chồng giả chứ đâu có làm thiệt được, nó biết cho nên nó không có ghen thiệt, làm bộ ghen gì chứ nó không có thiệt, vì nó là phải vợ chồng mà ghen thiệt. Chúng ta không phải là đàn bà ngoài đâu, cũng không phải đàn ông ngoài đâu, mà tại cái nghiệp chúng ta chịu lương trong nhân vật các loài, có đôi khi làm người, có khi làm vật, có khi làm đàn ông đàn bà, thì đó là giả tạm chứ gì, chứ phải chi mình người mình trở lại làm người nữa, đàn bà trở lại là đàn bà nữa đó, thì nó thiệt đàn bà, dầu kiếp khác nó cũng thiệt đàn bà, bởi vì đàn bà thì không có đổ lên đàn ông mà cũng không xuống làm vật, thì nó thiệt đi. Còn nhiều khi đàn bà chuyển lại có phước lên làm đàn ông, ba kiếp không tu sụt xuống làm đàn bà 500 kiếp nữa. Còn nếu tại chút nữa sụt xuống làm vật thì không biết bao nhiêu kiếp nữa, thấy không? Đây kể cho mấy chị nghe câu chuyện nha. 13 giờ rồi, còn nó là gần nửa tiếng. Dạ thì hết cái băng thôi. Nãy có hai vợ chồng cư sĩ này nghe, kể cho mấy chị nghe, không có con lớn tuổi lắm, ở nhau đó rồi bà cũng kính trọng Phật pháp, cũng hộ đạo lắm, mỗi bữa tụng kinh Kim Cang và gõ mõ tụng nha. À, thì gọi đại thôi. Để thảo để tất cả cho mấy chị nghe. Cái bà chặn ổng nha, nói ông nè, vị tôi cũng tụng kinh lâu ngày, có vậy cũng có cái linh cảm,
Thấy không chắc gì mình sống với nhau được không? Người ta nói đồng tịch, đồng sàng, đồng quan, đồng bách, dễ gì mà đồng quan, đồng bách hơn. Kẻ chết trước, người chết sau. Thì ông nói thì thế thường cũng vậy. Khi nào tôi chết trước, tôi nhớ để cái cuốn kinh ở trong cái tảng đá này nghe. Mà sau một thời gian thứ hai trở lại mà lấy được cuốn kinh ra, đó là tôi đó. Tôi dặn ông vậy đó nghe. Thế là tôi cũng trở lại. Ông cũng bình tĩnh lắm. Vợ chồng chết trước nhau vậy, tới chừng một thời gian sau, bà chết đi. Chết thì ông cứ nhớ cái lần bà dặn bà. Sau này thứ hai lại tôi tìm được cái cuốn nghe là kỷ niệm bảo vật đó, là bà trở lại. Thì lúc đó ông 50 tuổi rồi, tới chừng 70 tuổi đó, con tên Quyền. Ông này là ông trai mới 20 tuổi là làm việc lợi đóng chấp nhận cái sứ đó đó. Cái ông điện đi kinh lý, ông đi vòng vòng thăm dân, đi ngang đó nó về ở ngoài này tân lương không nhà cũ tân chức nè, cái lính ở ngoài bà ông vô ông kia nó ông tân viện mà tới giờ ông nhỏ thì cũng không viện, cho nên trải chiến bông rồi thì kia lâm trọng rước ông vô mời ông điện tân viện ngồi. Thiệt là tôi già cả nhà cũng sập sệ mà ông tân viện thương tình mà ghé thiệt là quý quá. Tôi hân hạnh lắm, ông nào ghé thăm ông chứ đâu có bao giờ quên ông được. Dạ, mà ông đâu có hay. Nay tôi nghe nói rằng là hồi bà ông ở đi với ai, nói ở con mình à. Rồi bà mất bà có trốn với ông sao không? Nói có, mà 20 năm nay tôi chờ hoài không thấy ai hết trơn. Chứ không có nói ra chuyện đó. Ông nói à vậy hả? Cái ông bước lại gõ lấy cái tin ra. Cái ông già ông tóc ôm tâm nguyện. Bà trở lại tôi thấp tôi đây bà. Vậy là bà trở lại đây phải không? Cái ông tân viện có ông nhìn kỹ của tôi bà không? Ông nói dạ xin lỗi xin lỗi. Bây giờ tôi trốn nó dặn ai mà trở lại lấy cuốn kinh là nó trở lại. Tôi cũng bị cái câu dặn đó mà. Thành ra tôi thất lễ chứ không đừng buồn. Ông tân viện tưởng nó tôi với chứ ai. Tôi là vợ ông kiếp trước cái này. Nhờ tụng kinh có cước, nhờ tu hành tôi chuyển lên làm nam. Từ đây sắp tới cũng đừng sợ cô bệnh nữa, tôi tới luôn ủng hộ ông. Mấy chị thấy không? Nhờ niệm Phật tụng kinh mà chuyển lên làm kiếp nam đó. Đức Phật A Di Đà có hứa chúng ta. Mấy chị có nhớ câu đó có nghe không? Để tôi kể mấy chị nghe. Lời nguyện 35 đó, Đức Phật hồi làm pháp tạng tỳ kheo phát nguyện có hứa vậy nè. Khi tôi thành Phật rồi đó, người nữ trong vô lượng bất khả tư nghị thế giới mười phương nghe danh hiệu tôi, tức là nghe Nam Mô A Di Đà Phật đó, mà khởi tâm tính nộ, phát tâm bồ đề, nhằm ghét cái thanh gái, nếu còn làm thanh người nữ nữa thì tôi không ở tu Phật. Cái đó là nghe không có chân thanh niệm đó nghe. Ví dụ mình nghe ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật cái đó, mà mình cái tâm vui mừng, phát tâm bồ đề muốn giải thoát, mà nhằm ghét cái thanh đàn bà, không muốn làm đàn bà nữa, thì từ đó tới sau không còn làm đàn bà nữa. Đó là nghe chứ chưa phải niệm. Còn niệm thì là cái chuyện nó khác nữa, không biết còn cao nữa. Vậy ở đây mấy chị có nghe cái danh hiệu A Di Đà không? Có ai nghe không? Niệm nó chứ còn nghe gì nữa. Tới đây là niệm hết trơn rồi. Vậy chắc chắn là không còn đàn bà nữa. Đừng nói tôi đàn bà nữa nghe. Về mấy ông nói bà nó không. Không có bà, ông gì nữa trơn. Lần này hết đàn bà rồi. Được không? Mấy ông có kêu mình mấy bà nói gì nó không có bà nữa. Lần này tôi không có làm đàn bà nữa. Tôi niệm mặt tôi theo mặt luôn rồi. Thấy không? Nó cho nên thế gian này mấy chị ơi, biết ra là nó giả tạm hết trơn. Nếu mình biết giả tạm thì mình đâu có giận thần làm gì. Cũng giống như lên sân khấu có giận ta cũng giận đỡ, giận là bộ vậy đâu có giận thiệt. Thấy không? Ta đâm chém nhau mà ta đâm tầm bậy bạ chứ đâu phải đâm thiệt, không có chết chóc vậy trơn. Thấy máu chảy tùm lum chứ không có. Thấy không? Còn mình đây á là mình làm thiệt không có bộ. Tại vì không biết giả. Chứ biết giả là cũng như cái lương đó, nó đâu có làm thiệt. Thì bây giờ từ đây sức lên chúng ta phải nhớ câu Đức Thầy dạy nè. Gặm cuộc thế chẳng qua tuồng mộng ảo. Cái cuộc thế gian là như cái tuồng cải lương. Nó như giấc mộng chim bao. Ảo là giả dối không thật. Tại sao chúng ta cứ thiệt hoài? Thấy không? Cổ chi quan tuồng giết khách tài qua nghe chung linh sống giúp bể hà. Kéo chặt chục cuốn lâu vào bể phẫu. Nếu mà mình không biết nó là giả, mình cứ tính gọi đời là thiệt thì rồi đây mình sẽ bị cuốn lôi vào cái cổ sanh tử luân hồi nữa. Kiếp này thôi nghe lời Phật, nghe danh hiệu Phật và niệm Phật A Di Đà không còn làm đàn bà nữa. Hơn mốt hai chữ đàn bà cũng chuyển cử nghe. Nói tôi không còn đàn bà nữa, vì tôi đã nghe được cái hiệu Phật A Di Đà và tôi có niệm rồi, thì từ đây sắp lên tôi không còn làm cái thân người nữ nữa. Thấy không? À, vậy thì cái đầu tiên là phải biết cái thân giả, biết cõi đời là giả, không phải làm người bài mà chuyển lưng trong nhân vật các loài chứ không phải là đàn ông hoài, đàn bà hoài.
à, luân chuyển ở trong ba cõi sáu đường xuống xuống lên lên, luân hồi chuyển tiếp. Cho nên nhận thức cái đó là chúng ta không còn buồn nhận. Thấy không? Vẫn làm gì? Sống tranh đua khi chết cũng xương tạng. À, chứ đâu có ai đâu mà đem cái tranh đua đó theo. Thấy không? Mượn đúc vệ đánh tan mùi thuốc nghĩ thôi, giờ chết xương tàn làm gì, nghĩ vậy được thôi à. Nà, cho nên sau khi biết giả rồi đó, chúng ta áp dụng phương pháp phải biết nhẫn nhục và thương yêu kẻ làm nhục. Nó cái này mới khó nha mấy chị. Giờ bước hành lên nha. Nãy giờ mình đi ở dưới thanh hồ, bây giờ bắt đầu đi lên trên nhà nha. Nơi cao à, chị hơi khó chứ. Phải biết nhẫn nhục và thương xót kẻ làm dữ đối với mình. Dạ, cái đó là khó. Mà làm tới đó cái tụi lãng ngã mình mới chết. Buồn giận của mình mới tiêu. Mình nhẫn nhục tức là mình chịu nhục, mình nhịn người ta. Kệ bây giờ giả rồi mình cự nó làm gì. Nó không biết giả cho nên nó làm dữ với mình. Nó quan, nó ức, nó xấu, nó hổ, nó xỉ nhục mình. Mình biết là giả mình nó mới cự chi. Ví dụ như giờ ta nói, ta chửi mình dùng đồ súc sanh, dùng đồ thú. Nó chả, nó không biết nó chửi gì đó. Thành ra nó mang cái nghiệp, nó nói nặng lời, nó mang tội. Mình nhịn nó đi. Mà có đôi khi nó nói trúng nữa nghe. Nó trúng mà mình chẳng cái gì. Mình kiếp này thì được làm người thiệt. Rồi biết vô được kiếp trước, có đôi khi mình chuyển xuống làm nhân, làm vật cái kiếp cũng có làm đi thú nữa. Nó không trúng kiếp này, trúng kiếp trước thì sao? Thành ra thôi, cái thân giả nó có đôi khi làm người, có đôi khi làm vật. Mà nó chữ mình xuất sanh, có nhiều khi cũng trúng những cái kiếp trước của mình. Đức Phật có đôi khi phải chuyển xuống làm xuất sanh đó. Bởi vì cái nghiệp hồi tiền kiếp Đức Phật có lần đó nghe, đọa xuống làm con tới địa ngục, rồi cuối cùng mới làm con giả can đó. Quý vị nhớ cái chuyện đó đó, không phải là chuyện vô lý đâu. Cho nên người ta chửi mình giàu có, nói nặng mình thôi kệ, văn thì bỏ đi. Vì giả có đôi khi làm người, có khi chuyển lưng nhân vật làm vật cũng có đó. Nay Đức Phật đó, thôi giờ nói câu chuyện này nó hơi dài, nói nó gọn gọn chút đi. Cái này tiền thánh Đức Phật nghe. Hồi trước cái Phật Thích Ca đó, có một lần không bị đọa xuống địa ngục, nói cho nó gọn. Nhưng mà ông nhờ tu trí huệ, ông nhớ lại, tại vì mình không nghe là thầy, ham cái danh dự làm vua, cho nên bây giờ tạo ra ác nghiệp mới sợ đã tới đây. Ông dùng sức trí huệ niệm Phật cao lên được ngạ quỷ. Tới ngạ quỷ cũng còn bị nói khổ quá. Trí huệ nó lúc bình tĩnh ông quan sát, cái bỏ tất ngạ quỷ lên làm súc sanh. Súc sanh lúc bây giờ làm tên giả can. Có giả can giống như con trầu, nghe nó bự hơn. Một hôm bị cọp lúc giả can. Giả can quán hồn sợ cọp ăn cái rồi chạy chạy thế lọt chung cái viên qua sông. Mấy chục thước chứ leo lên không được. Giả can mới nói lên cái bài thi mà giả can biết nói. Bị tiền kiếp Đức Phật mà nó phải chi hồi nãy mình ở trên cái đại yến của bài thi á, cho cọp ăn thì nó có lưỡi biết chừng nào. Bây giờ nhảy xuống đây không ai đem mình lên, mình chết đói với thầy cũng bỏ xác cũng dịch thúi, có lợi ích cho ai. Thì ra cũng tại vì tiếp tiếp cái thân cái bản ngã này mà không làm lợi ích cho vật nữa, bây giờ chết thế cũng là vô lý uổng quá. Các ông thi ở trên trời nghe nói gì ông xuống, ông hỏi ai vừa ngâm cái bài thi đó, ai đâu ra đây cho tôi làm lễ coi. Giả ca cái dưới nói tôi đây nè, tôi là giả ca cái dưới giếng nè. Các ông chư thiên nói của giả ca mà biết thăm thi siêu sức vậy sao? Nó bây giờ các ông đem tôi lên đi, ta sẽ nói phát cho nghe. Các ông chư thiên nói giờ bây giờ làm sao đem? Nói thì cổ giáo thiên nhi tôi cũng làm như cái giống vậy đó, thọc nước này ta lên chứ cao quá ta lên đúng không? Thì các ông chư thiên mới gì cái pháp cổ giáo thiên nhi nó nối nhau làm cái giống xuống dưới đây rồi ông trèo lên giống ta kéo lên. Cao chư thiên cứu được giả can, cho tôi ở dưới giếng mấy chục thước mới chết rồi. Cao chư thiên nói giờ thôi ngài thuyết pháp cho tôi nghe đây. Nó đâu phải vậy, các ngươi phải lọc pháp tà, phải thỉnh ta lên, phải kêu ta là hòa thượng ta mới thuyết pháp cho nghe. Cao chư thiên y theo đạo bởi vì trọng pháp. Cao chư thiên là các bậc ta tu, nếu là thập thiện ta biết trọng kính pháp lắm, cho nên cổ áo chư thiên mới chấp thành cái pháp tà, thỉnh hòa thượng giả can lên làm lễ hòa thượng giả can cho ông thuyết pháp cho nghe. Không thiết pháp thao thao bất tuyệt, các ông chư thiên nghe rồi đó đều là chứng đạo ở trên trời. Cho nên các ông làm lễ nói giờ tôi thưa ngài, bây giờ ngài đã thuyết giáo cho chúng tôi nghe, chúng tôi được mở mang tri kiến, bây giờ cái ơn của ngài cũng như là thầy, chúng tôi muốn cúng dường ông ăn cái gì được chúng tôi cúng, nó thôi thôi các ngươi gì trở đi, ta ăn cái đồ ăn của ta không làm sao mà kể ra được, nó khổ não lắm. Hỏi ăn cái gì, nói ăn thẩm của các loài khác, ăn cái da của mấy con vật mà nó chết nó còn cái da nó lại hết trơn, nó còn cái da đó, cái kiếp giả can của ta ăn những cái đồ bẩn thỉu dơ bế, cái cách như vậy để ta bảy bữa không ăn,
ta giữ chánh niệm, ta về chương thiên để ta tiếp giáo các anh em. Thì 7 bữa giữ chánh niệm thì thành, 7 bữa sau là bỏ sắc giác căn về bỏ trời tiếp pháp chương thiên để nghe trời đế thích nghe. Quý vị thấy không? Tiền thân đức Phật còn có đôi khi phải chuyển luôn làm nhân vật các loại, cho nên mình nghĩ vậy mình mới nhịn nổi. Và hơn nữa đó, mình nhịn người ta đó, quý vị phải nhớ về nhịn mới được nè. Người ta có nói xấu hổ, ta nói mình là vài ngày vài kia mắng chửi mình xuất sanh đó, mình nhờ nhận cái lý đó, mình có đôi khi cũng chỉ là xuất sanh nhận cái lý đó mà mình không có giận, không có buồn. Và lại nữa đó, người ta làm xấu làm hổ mình, làm mất quyền lợi mất dư ý mình, người ta sỉ nhục mình đó, để coi mình còn nóng. Nếu mình không nóng thì mình thuộc về cái tấm thật, còn mình nóng thì cái bản ngã mình còn. Vậy thì mấy cái người đó họ đưa mình lên cái đất hang động, phải không? Đó là họ tập cho mình, họ nói nặng nói nhẹ nói xấu nói hổ mình, nó nói nghĩa là cho mình buồn mà mình không buồn, tức là họ đưa mình lên cái chỗ đắc đạo. Tại sao mình không thương họ, mình lại giận họ, phải không? Nói cho nên đức Phật á của chúng ta là đức Phật Thích Ca đó, Đề Bà Đạt Đa đã hại Phật không biết bao nhiêu lần. Sau khi về đỏ xuống địa ngục rồi đó, trong kinh Pháp Hoa đức Phật còn thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa trong thẩm 11 đó, tới mấy triệu ngàn năm vì sao, bao nhiêu đời vì sao đó thành Phật. Người ta mới thành Phật hỏi vậy, tại sao Đề Bà Đạt Đa nó hại Phật, nó là muốn nghịch Phật ác, nó ở dưới chừng nào cũng được hết trơn, sao Phật còn thọ ký chi? Đức Phật nói các ngươi không biết, ta nhờ về Đề Bà Đạt Đa ta mới thành Phật đó. Đề Bà Đạt Đa là người anh của ta, thiện hữu trí thức giúp ta thành Phật. Mấy chị coi cho người ta mắng chữ mình, mấy người đó thiện hữu trí thức đối với mình đó, à ta giúp cho mình đó là nhịn đó. Chứ không ai mắng mình nhịn lại, không ai nói cho mình buồn giận rồi mình làm sao biết mình còn buồn giận hay không. Hãy mang ơn người ta chứ sao không mang ơn buồn giận, ha, chấp tay lại mang ơn. Đức Phật gì cái đó mà thành Phật đó, còn mình muốn theo Phật mình cứ giận với cái người thích mình không à, rồi làm sao mà tha thứ cho được. Mà đức thầy có dạy chúng ta nè, đạo pháp thường hay như dưới hoàng xét người cho tổng xét thân ta, mình xét người ta rồi xét mình coi mình có quấy không. Đôi khi mình cứ nói người ta quấy không mà mình quấy mình không hay nữa, thấy không? Nếu xét thân mình cũng quấy thì người ta cũng quấy, thì là mình tha thứ người ta được, bởi vì mình cũng quấy mà đừng quấy ít, còn ta quấy nhiều vì ta không tu. Ha, còn mình có tu thì mình ở tránh đó, mình có dính đây chứ. Người ta nóng trước mình nóng sau thì cũng vậy chứ gì. Ha, xét người cho đọc xét tên ta, chứ đừng xét người ta không. Nếu người ta có lỗi mà mình cũng còn lỗi ít á, thì mình cũng đang ở cái lỗi. Cũng giống như tỷ dụ mấy chị nghe, cái ông kia ông bị giam với mình trong một tháng, mà ông thì nhà nước kêu 20 năm khổ sai, mình có 3 tháng, chứ đừng ở chung khám chứ gì, dùng ở tù cũng ở trên. Ha, đều mình có 3 tháng mình ra, sau khi ở 30 năm mới ra, thì tù nặng tù nhẹ không chứ ai đâu mà chức chướng gì đấy. Phải chi mình không có tội lỗi vô khám á, thì mình còn cự kia được. Thì ra cái người nặng người nhẹ mà lại khinh nhau rồi không thương nhau là sao? Cho nên có câu chuyện thế này, có cái ông vua đang suy nghĩ hay lắm, xét người cho tổng xét anh ta không biết được cái đó, mà ông cư xử cách rất là đẹp đẽ. Ông là người đàn thôi. Này một hôm có cái buổi dạ tiệc, tức là tiệc ban đêm đó, ba quan ở chầu ổng, ổng tìm cung phi mỹ nữ rồi trong tam cung lục viện ổng ra đãi đãi ba quan. Thì sao lại nửa đêm nó cái đường gió ổng ổng thổi cái tắt đèn ở trên, mà cỡ đó nhậu cũng không ra tường được. Có cái ông quan kia thấy cái người thứ phi vợ cũng vô đẹp quá đó, ổng cóc ổng làm một xấu hổ đi. Khi bà kia bà giận quá, bà biết làm sao, bà nắm cái vàng ông hút cái cái vàng ông tới chỉnh đốt đèn lên được á, thì cái bà đó bà lợi miết như vua, bà khóc bà nói bệ hạ ơi, trong quan của bệ hạ mấy người tôi bệ hạ có cái ông xấu quá. Phải sao ông xấu thì sao? Nói thừa khi mà tắt đèn đó cái ông ôm tôi, thành ra tôi nắm được cái vạt áo tôi, mất còn cái vạt áo nè. Giờ bệ hạ lấy vạt áo kêu mấy ông kia lên trình, cái ông nào mà còn miết thì không phải, còn cái ông nào đứt vạt áo còn tôi nắm đèn lên đâu nó đi ra ngành bắt tội nó thiết cái cho ông tôi làm xấu hổ thiết quá, khóc lóc như vua. Ông vua từ ai rồi mấy chị mấy bà biết ông xử sao? Thì bà thứ phi tưởng là ông vua ông xử theo ý của bà, ai về ông nói nè, ta triều đình cho bá quan, nếu ai là người có cái lòng tôn kính và thương ta đó, bứt giặt áo hết cho ngay nạp đi. Thì trăm ông con nào bứt bẹt 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 đem nạp ông hết trơn. Thì ra tới chuyện trăm ông đứt hết trơn, biết ông nào đâu đâu cũng nạp. Thành ra bà thứ phi bên tới chuyện mà bá quan về, ông bà lại có khóc, nói sao mà bệ hạ làm chuyện đó thiết thật thiết quá,
thằng cha nó nói xấu hơn thiếp mà rồi bà hạ lại truyền bức giả áo hết trơn rồi thiếp sao nhìn vậy? Nhưng mà chỉ chính người thân yêu còn trả bức giả áo thì bắt cậu giả được, còn để bức thế nhân làm sao mà nhìn bắt cậu được? Bà hạ tha thứ được kẻ tặc kẻ là vậy. Hôm nay thứ tư dân cũng biết ta sẽ kỹ rồi, ta chỉ như ta làm quan trong ban đêm mà để tắt ta cũng chưa chắc là nhịn nổi. Nếu ta xét lòng ta chưa được nhịn nổi mà ta đang xử cái người kia thì là bậy lắm. Hãy chi lòng ta mà không có cái ý đó, ta tự chủ được thì ta xử tội nó phải đi. Còn người ta cũng còn giống như nó vậy gì, giờ ban đêm mà gái đẹp mà ta tắt đèn vậy làm sao ta nhịn nổi? Ta xét tâm lý của nó mà thật là tha nó mất cái rồi. Quý vị thấy coi, người ta quấy mười phần mình quấy phần thì xét ra cũng là còn quấy với nhau thôi, cũng tha thứ với nhau, thấy không? Nà, cho nên nếu người rõ phận thì vui lòng thứ ta, thứ được người thứ ta, cái gì chấp nhất sống đêm cũng chết đem theo, ghi xương khắc cốt, ghi trong cảm gì á, dẫn ghi trong xương chi cho đau cái xương nữa, khắc cốt sống đêm cũng chết như đem đi mộ chi làm gì nữa. Bởi mình thì nhiều cái bởi vậy gì có phận kêu được gì đó, thân xương ta đi, thấy không? Rồi, nà được vậy thì mình về có phận không có gì trả lại cho nó ba cái thì thuyền thì dẫn mình nó đeo mình vài tới chết luôn đó nghe, tới chết cần công quyền đó chứ phải không đâu, bởi sống để cũng chết đem theo tới chết mình dẫn đó. Bây giờ tới cái thứ ba, cái mục thứ ba đó là rốt ráo đó nghe. Bây giờ nãy giờ mình thu đó mình sợ tiền sợ dẫn đó, còn buồn dẫn không mình sợ lắm, mình không dám buồn, mình không dám dẫn. Mà nhịn được rồi biết thương người rồi biết tha thứ người rồi niệm Phật được nhất tâm rồi ra thôi cái việc buồn cái việc dẫn mà điều phải là quên mình buồn dẫn nghe, chứ nhớ mình mà buồn dẫn ta là không phải nghe. Cái này có chừng xử như lỗ mà buồn dẫn không còn gì mình mà buồn dẫn, vì chúng sanh mà buồn, vì chúng sanh mà dẫn. Ông Phật cũng vì chúng sanh cũng buồn nghe, Di Đà nghe tấu buồn sao nghe dẫn cho quá tính năng đo như vậy. À, ông nghe sao mà thầy về bệnh báo cáo 100 mới được ông thôi mừng mừng đó, cao đức Di Đà mừng đó cũng buồn ha. Nhưng mà buồn vì chúng sanh đang không tu không mê, còn mình buồn vì người ta hiếp mình dẫn mình buồn. Thành ra dĩ kỷ buồn dẫn thì cái đó nó thuộc về phiền não, nó thuộc về xấu. Mà thương người ta mà buồn, lo cho người ta mà buồn, lo cho người ta không tu mà mình dẫn, như thầy nói đó, dẫn trong tăng chúng sao lừa chúng nhân, có thanh chẳng liệu lấy thanh tương theo đối thủ mà như miêu nghe. À, thì ra dẫn trong tăng chúng là gì, sao lừa dối chứ mà tăng chúng không lừa dối không có dẫn làm tăng làm chúng còn lừa dối thế gian còn gạt người ta làm cho ta không hiểu đạo, cho nên cái là đức Phật không có chịu nghe không buồn tha chứ lụng ác tăng chứ thiện tăng không đâu có buồn nghe, làm đều dối thế chứ hương đạo mộng ha. Di Đà Phật tổ thêm rộng cũng không rộng nữa, dẫn trong tăng chúng sao lừa dối gian ông cũng rầu buồn, nhưng mà không phải rầu cho ông, đâu phải rầu cho ông mà ông rầu sao mà tăng chúng không có chịu chân tu. Thế ác tăng chứ thiện tăng đâu có rầu, đâu có buồn, đâu có trách. Thì hôm nay chúng ta cũng vậy, chúng ta buồn đó là buồn cho đại cuộc, buồn cho nhất là đại đồng, buồn cho thiên hạ. Đức thầy cũng có cái bài buồn đó, mấy chị nhớ bài buồn đức thầy không? Chắc thuộc sách cái gì có thuộc không? Chà, không biết ai có thuộc không, để tôi nhắc ra coi nghe. Buồn ai chư Phật ảnh non rồi, buồn biết bao giờ trở gốc hài, buồn thấy chúng sanh, buồn lo chăm họ nghiệp gây quả, buồn đời lưu lạc trong môn tối, buồn thế gian nan suốt cả ngày, buồn mũi cạnh tranh e quảng đạo, buồn dân luôn mũi ghét ngay đức thầy cũng buồn. Đéo phải thầy buồn cho thầy đâu ha. À, cho nên buồn thấy chư Phật ấn Long Đài là gì? Chư Phật về hướng Tây rồi, buồn biết bao giờ trở gốc hài là gì? Cái thời kỳ chưa có đến chờ chúng sanh tu hành đắc đạo để trở lại mà cứu vớt chúng sanh đây. À, buồn thấy chúng sanh đa chấp niệm, bị sát sanh hoài, Phật cũng buồn sợ mình mang cái tội người đầu thai chuyển lên trong nhân dịch các loài mà trả quả thì cũng khổ cho mình chứ phải khổ cho ông. Mà ông thương mình quá như mẹ thương con cho nên ông buồn. Mấy chị có con nên mấy chị biết, con nào không nghe lời mình có rầu có lo không? Giàu mình chết con sao không đi chơi bờ nhậu nhẹt không cũng rơi làm ăn, người nhà nghèo đói những cờ bạc này kia nọ rầy không nghe còn tự nữa, thành ra mấy chị ăn không ngon cũng không được là vì thương con buồn chứ đâu phải buồn mình đâu có cờ bạc uống rượu uống trà gì.
à, tại con bê tha đạt điểm mà mình buồn, nói nó không được buồn, bỏ vợ bỏ con đi, có vợ mẹ vợ bé nó làm cho hương nhà hai cửa mình buồn, là vì cái lòng mẹ thương con mà buồn, chứ không phải buồn vì mất quyền lợi của mình, không phải vì không như ý mà buồn. Ai sử dụng mình buồn, còn Đức Phật cũng vậy. Chúng ta tu hành trình nào mở cái lòng rộng rãi như Đức Phật, có lòng từ bi quảng đại, thì chúng ta giận không có sao. Giận là gì? Thương chúng sanh mà giận, ghét chúng sanh, nhưng mà không phải vì ghét mà ghét họ, vì thương mà ghét, cho nên ghét những kẻ tu hành bỏng sẻ, ra thương những người đó rất thương hiền. Mình nghe nói ông Phật sao còn ghét, ghét cái kẻ đó là giàu sang mà nó không có rộng rãi, nó không Phật ghét cho nó sợ tu, phải không? Nè, cho nên có nhiều người nói ông thầy sao mà ổng dạy mình đừng thương ghét, đừng thích tình dục dục, sao thầy cũng còn ghét nữa, ha? À, ghét những kẻ giàu sang kêu hạnh, thương những người đó rất thương hiền. Tôi mới trả lời vậy nè, tôi nói thầy nếu thương những kẻ là giàu sang bỏng sẻn đó đúng không? Giàu sang vẫn bỏng sẻn mà thương nó không đầu được, mình không chết luôn được, phải không? Là được ghét những người đó rất thương hiền, ta nói rất thương hiền, ông thật cũng ghét tôi là còn gì sống. Thì ra cái câu nói là chân lý, phải không? Mắt thấy đứa vô thì pháp giận là nó không có đạo nghĩa, thật cũng giận, mình giận cho nó không có tu, chứ không phải giận cho mình vì bị người ta hiếp đáp, vì mất quyền lợi. À, vậy thì bây giờ nếu chúng ta tu hành đắc đạo rồi đó, chúng ta lo phải đồng cái, không còn lo đi cho gia đình, không còn lo cho bản thân mình, không còn gì cái ý của mình mà khởi lên giận tức, mà cũng buồn, buồn vì tất cả chúng sanh nó đang đó là làm cái nghiệp sát, nó bị luân hồi, thấy không? À, buồn thấy chúng sinh ra ở trong họ nghiệp đi hoài, à, bây giờ trong họ là trong bát tánh dẫn dân cứ gây cái nghiệp hoài, làm sao mà khỏi đi luân hồi? À, buồn đời lưu lạc trong ưu tối, bây giờ trời này nó ưu tối, người ta lưu lạc trong cái ưu tối, ta mê cái vật chất văn minh tiền của lo cái diệt đời hơn là diệt đạo, lo niệm đời hơn niệm đạo, rồi tới cuối cùng làm sao mà theo Phật được, cho nên ông Phật buồn, ha, buồn đời lưu lạc trong ưu tối, buồn thế gian nan suốt cả ngày, ông Phật cũng buồn suốt ngày nữa, liệu phải buồn cho mình, buồn cho chúng sanh. Chừng nào mà chúng sanh lo tĩnh tâm tu hành niệm Phật hết thì Phật vui, mà mình là con của Phật, nếu mình làm cho Phật buồn mình mang tội không? Như con mà làm cha mẹ buồn thì con mang tội không? Mang tội không chị? Con nó mang tội dụng lộ bất hiếu, làm cha mẹ buồn khổ hoài, ăn uống được ha, lo đọc. Thì mình đây là nếu không tĩnh tâm, không tu hành, không biết cuộc đời là giả tạm, không chịu nhục, nhịn nhục với nhau, không biết thương xót với nhau, tha thứ lắm, tạo lỗi với nhau trong khi nóng giận, thì ông Phật ông cũng buồn, cũng khổ. Như vậy là mình làm khổ cho ông Phật. Nếu là người con Phật, nếu là người con bất hiếu thì không làm cha mẹ buồn. Nếu là người con Phật mà muốn trả ông Phật thì không làm cho ông Phật buồn. Ông Phật rầu, ông Phật lo, thấy không? Vậy chúng ta hôm nay ráng tu hành tinh tấn, đồng tin niệm Phật, đồng sửa hết ba nghiệp của mình, không còn người điều ác, do đền đáp tứ đại trọng ân, thì Đức Phật sẽ hứa chúng ta, sẽ đem chúng ta về cõi Tây Phương, kiếm con hiền đức dắt về về nơi cõi Phật Tây Phương an nhàn. Tại mình không chịu hiền đức làm sao dắt cho được, mà mình cứ cầu hoài, cầu nhãn sanh, cầu niệm Phật để mà về cõi Phật, mà bao nhiêu có tiền não ở đây không chịu liền bỏ, thì cái buồn dằn tạo ra ác nghiệp hoài, thì có cái nghiệp nó lâu lận, Phật làm sao không dựng đi cho đủ, thấy không? À, cho nên vì lẽ mà chúng ta nếu thương Phật, muốn trả ơn Phật, cũng như con thương cha mẹ, thì đừng làm cha mẹ buồn. Còn đệ tử và tín đồ cũng làm cho Phật hài lòng, Phật vui đó, không có gì hơn. Ráng lo tinh tấn tu hành, làm theo đều Phật dạy dỗ. Chúng ta là đại gia cư sĩ, học Phật tu nhân, vừa làm ăn để sống, vừa đền đáp tứ đại trọng ân, trả ơn tổ tiên cha mẹ, trả ơn đất nước, trả ơn tam bảo, trả ơn đồng bào nhân loại, như vậy là tròn bốn ân trọng. Thì ngày kia đó Đức Phật sẽ đem chúng ta về cõi Phật, vì chúng ta đã trả xong nợ thế rồi, tu đền nợ thế chưa rồi. Nợ thế là gì? Nợ tổ tiên cha mẹ là cái ân nợ, nợ đất nước chúng ta bỏ hưởng mà chưa trả cũng gọi là nợ, nợ tam bảo dạy dỗ, nợ đồng bào nhân loại chúng ta trả xong rồi, thì chừng đó không còn tội, không còn nghiệp ha. Ngày nào đó mà chúng ta đó đền xong cái đó đó, Đức Phật cho biết ngày nào những cảng con còn tứ anh đã trả chẳng còn tội căn, thì lúc bây giờ đó về tòa xe nó trở mặt sức cho biết, nghĩa là kiểu nào đó ngày sau sẽ được đứng ngồi tòa xe, về trong tòa xe nó muốn đứng đứng muốn ngồi ngồi, mà ngồi lâu quá nó chỉ mệt mỏi nằm luôn được không?
tại xem bự lắm, tại xem bề ngang bốn dặm. Trong kinh Đức Phật nói, thì trung liên quan đại sa lâm thanh sắc tinh quang đó, quỳnh sắc tinh quang, xích sắc tinh quang, bạch sắc bạch quang, di diệu hương khiết. Đại sa lâm là bánh xe kiểm lưng bánh dương đo bề ngang là 40 dặm, bằng cái là còn hơn từ đây lên trên nữa, nó bự vậy đó. Rồi lên đó mình đứng cũng đâu có sao, mà ngồi cũng không sao, nằm cũng không chặt nữa. Nào mà đều phải là đền nợ thế cho rồi thì sao sẽ được đứng ngồi vào xe, đứng nằm đi đi được. Nha, Phật thề nên như chúng ta, nhưng mà hôm nay phải ráng nhịn nha, ráng tha thứ lẫn nhau nha, phải biết cuộc đời là giả tạm nha. Nha, thì làm cho Phật vui, nha, đừng làm Phật buồn, tại vì mình không tu Phật buồn. Giờ mình làm cái Phật giận, chứ không phải là Phật cũng mang tội, mình mang tội, mà ông không vừa lòng. Thấy không? Vậy thì con yếu con thảo là không bao giờ làm thiền lòng cha mẹ, mà người tín đồ người có Phật muốn trả Phật thì không bao giờ trái với Phật. Được như vậy đó thì muốn gì được đấy, cả cái thế giới cực lạc cho mình luôn, về bệnh mặc sức không ở đâu hết. À, cảnh tay kiên báo ngọc đầy lầu, ráng tu tỉnh tìm nơi an dưỡng, kẻ hiền đức sanh thì được hưởng phép thần binh của Đức Di Đà, lại được thêm thắt chúng ta và thắt lưng chiến trong vòng lúc đạo. À, không còn sanh tử tử hồn nữa. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, thưa quý chị, thưa quý đồng đạo hữu hữu, hôm nay chúng ta đưa ra bàn luận cái đề tài còn buồn vẫn không, mà hỏi ngay lại trong bản tâm chúng ta đó, có niệm Phật tinh tấn diệt trừ được cái lòng phiền não sanh hẳn chưa? Nếu chúng ta chưa trừ nó thì trong khi chúng ta đang niệm Phật đây bị nó phá hoại, nó làm cho xen tạp là một. Khi buồn giận, dù có cố gắng niệm Phật, cái buồn giận kia cũng xen vô, không được chấp niệm, và có thể làm cho chúng ta bị gián đoạn không niệm Phật, bị lúc giận không bao giờ còn niệm Phật tinh tấn được, và có thể khởi lên lòng giận mà muốn hại người hại vật là khác. Cho nên chúng ta nếu còn buồn giận thì trở ngại cho công đức niệm Phật, dù chúng ta có lại Phật, có niệm Phật thiên nhiên, nhưng mà Phật chưa rước được trong cái kiếp này. Chừng nào hết buồn hết giận, thanh tịnh ba nghiệp thì Đức Phật sẽ đến rước chúng ta một cách dễ dàng. Bởi vì Đức Thầy cho biết đó, cầu tịnh ba nghiệp xong xuôi Tây Phương Biết Đáo Trung Lưu Phật Đài, cần tu học thiện thì sự niệm Phật nó có hiệu quả. Cho nên theo lời vinh quấn của Đức Thầy đó, tại gia cư sĩ học Phật tu nhân với cái pháp môn tịnh độ là cư gia tịnh độ tâm viên mãn đó, là mỗi người chúng ta phải ráng làm y theo cái đạo Đức Thầy dạy đây. Tôi xin nhắc lại làm cho thành kết luận sau cùng. Đức Thầy cho biết lòng thương chúng thiết phương tịnh độ đẳng chất nhiều tất cả chúng sanh, nếu như ai cố chí làm lành là một cũng làm ác, chuyên niệm Phật không có niệm nào, cầu sanh Phật quốc chứ không còn ham muốn cái cõi trần, thì tất cả những cái phiền giận kia nó không tay, nó sẽ buông tay, nó sẽ tắt hơi, nó không còn gây gỗ, không còn giận hờn tranh đấu bản ngã mình, nó không còn cái là sống ngược lại mà nó gây ra cái nghiệp nữa. Tức là chúng ta hiểu lòng giảng sanh thì bản ngã sẽ chết, khỏi trừ bản ngã bằng bản ngã sẽ chết. Nó thật lòng mà chí niệm giảng sanh thì bản ngã tự nhiên tắt hơi, khỏi tu trừ bản ngã, còn tu trừ bản ngã nó khó hơn. Còn chúng ta tha thiết cầu giảng sanh thì tự nhiên cái bản ngã mình chết. Cầu sanh Phật quốc thầy giới thiệu cho biết đó, để chúng ta chuyển lòng đó, cả võ trụ gốc cùng dạng vật đầu tiên là trên mình, phàm là mình đây, dưới mình là bao vị xuất thanh. Rồi cứ dính tâm tính định phục hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếm Tây Phương hồi hướng thoát mê đồ, giúp phục linh hồn thoát dòng sanh tử. Đó là nhờ chúng ta yên theo lời Phật, giác lo niệm Phật, thường diễn trừ phiền não, sanh hạnh không còn buồn giận quá dính. Thì bây giờ chỉ chờ có cái là mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Thưa chư đồng đạo, nói không bao giờ hết ý, mà nói ít mà quý vị cũng hiểu nhiều. Bởi vì tất cả chúng ta đều là có duyên sâu với Phật pháp, đều có các tâm đạo cao thượng hết rồi. Cho nên đây chỉ sách tánh, chỉ phần nào để mà trợ duyên nhau thôi. Ước mong rằng toàn thể đồng đạo chúng ta các nơi đều tinh tấn niệm Phật để diệt trừ phiền não. Theo lời thầy nói đó, chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, ráng niệm Phật và biết Phật đời là giả tạo, rồi ráng kiên nhẫn để nhịn nhục giữ cái đức lành của mình và thương kẻ làm những đối với mình, thì đó là phương pháp duy nhất để chúng ta đạt đến kết quả là niệm Phật dứt tâm. Còn nếu muốn dứt tâm mà còn chứa phiền não, còn trừ, còn dung dưỡng bản ngã thì không bao giờ dứt tâm được, nó sẽ trở ngại, nó cản đường, không cho chúng ta xuống đò tình nội gì được cả đâu. Cho nên ở đây
cái làm sao cùng chúng tôi không có gì hơn là xin hướng về cái Tam Bảo, quay đến với Đức Phật, Đức Thầy, các đứng thiên liên gia hộ cho toàn thể con Phật. Nói chung nói riêng là tất cả đồng đạo nam nữ ở đây tinh tấn tu hành, diệt trừ lòng buồn giận để niệm Phật được nhất tâm, sớm giảng sanh cực lạc, y theo bản nguyện của Đức Thầy và lòng mong muốn của Đức Thầy là ước trong họ nhìn nhẹ mình có tấm lòng quay về là một ngày. Tới đây tôi xin tạm dứt lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.